Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại cả nhà trong bản điểm tin vào tối thứ sáu hàng tuần để cùng đánh giá lại toàn bộ tình hình thị trường trong tuần vừa qua cũng như có một vài phân tích góc nhìn xu thế thị trường chung tuần từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 9, và sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích tất cả các cái mã cổ phiếu mà team của chúng ta đang theo dõi cũng như là một số các cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị ở trên room Zalo. Thì trong bản tin trong buổi tối thứ sáu tuần trước thì Hùng Lê có việc bận, chính vì vậy nên là Hùng Lê không có thể livestream được. Và cũng rất nhiều các anh chị có comment, có hỏi Hùng, có chat trực tiếp là Hùng Lê tuần này có làm bản tin không, thì cũng là rất sorry cả nhà, bởi vì nó cũng trở thành một cái thói quen, tức là cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta thì mỗi buổi tối thứ sáu hàng tuần thì sẽ chờ đợi những cái bản tin video của Hùng Lê, và bản thân Hùng Lê cũng như vậy. Mỗi buổi tối thứ sáu thì Hùng Lê cũng mong muốn được ngồi để trao đổi với các anh chị của chúng ta về thị trường chung. Thì tất cả những thông tin mà Hùng Lê trao đổi ở trên trên video thì đấy là những cái nền tảng kiến thức của bản thân Hùng Lê, và sau đó thì Hùng Lê mang những cái nền tảng kiến thức này để chia sẻ cùng với cộng đồng nhà đầu tư, để cộng đồng nhà đầu tư có thêm một cái kênh thông tin để chúng ta tham khảo ở trên thị trường. Thì trước khi mà đi vào phân tích thị trường thì cũng có lưu ý một tí, đó là trên trên team Facebook chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng thì một số các anh chị có tham gia nhóm, và sau đó thì post những cái bài viết mà nó không thuộc về không không thuộc về về cái mảng đề cập của chúng ta, đó là chứng khoán và phân tích các cái mã cổ phiếu. Một số các anh chị có những cái bài quảng cáo như thế này thì sau đó thì Hùng Lê sẽ lọc, và các anh chị, nick của các anh chị thì đương nhiên các anh chị sẽ không bao giờ quay trở lại được với nhóm Chiến binh trên từng con sóng. Mục đích của nhóm là lập ra để chúng ta đi phân tích cổ phiếu, phân tích thị trường chứng khoán và có thể là Forex. Còn lại ngoài ra chúng ta không phục vụ bất cứ một mục đích nào, bất cứ một mục đích nào nữa. Còn trên kênh YouTube thì hiện tại chúng ta có 3.290 anh chị chúng ta đăng ký tham gia nhóm. Và ngoài cái danh mục cổ phiếu Hùng Lê phân tích, ngoài danh mục của Hùng Lê phân tích thì có những cổ phiếu nào mà các anh chị quan tâm, có những cổ phiếu nào mà các anh chị quan tâm thì ở dưới dòng thời gian, ở dưới dòng thời gian của từng cái bản tin thì có những cái dòng comment, các anh chị vui lòng comment hỏi Hùng Lê các cái mã cổ phiếu, thì Hùng Lê sẽ sắp xếp thời gian để trả lời cho tất cả các anh chị mỗi lúc mà Hùng Lê nhận được những cái câu hỏi về liên quan đến các cái mã cổ phiếu. Ok, và thêm một cái việc nữa mà Hùng Lê cũng muốn đề cập với tất cả quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta, thì là trong trong cái bản tin, trong cái bản tin gần đây nhất, đấy là bản tin của ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 9, tức là tuần đằng sau 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 cái kỳ nghỉ lễ của chúng ta, thì Hùng Lê có đánh giá rằng là VN-Index của chúng ta vẫn còn rất là nhiều khó khăn. Các anh chị chờ một tí, Hùng sẽ đánh dấu lại cái vị trí mà chúng ta bắt đầu làm bản tin của tuần. Cái vị trí mà Hùng đánh dấu xanh đây là vị trí ngày 30 tháng 8, tức là ngày cuối cùng mà chúng ta làm cái bản tin. Thì Hùng có đánh giá rằng là thị trường của chúng ta vẫn còn khá là nhiều những cái khó khăn, khá là nhiều những khó khăn ở phía trước, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là tại cái thời điểm đó thì VN Index của chúng ta đang đóng cửa đâu đó khoảng vùng bao nhiêu? Khoảng vùng 984, và sau đó thì VN Index đã có những phiên đánh thụt giảm về dưới vùng 960, dưới vùng 970, dưới vùng 970. Và trong cái bản tin mới nhất của Hùng Lê là ngày 11 tháng 9, tức là tối ngày thứ tư, thì do Hùng Lê không có làm được Hùng Lê không có làm được bản tin, chính vì vậy nên là Hùng hỗ trợ tất cả những anh chị em của chúng ta trong những cái bản tin ngắn, những cái khuyến nghị ngắn ở trên 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 nhóm. Thì trong cái buổi ngày tối ngày thứ tư, tức là ngày ngày 11, tối ngày 11, thì Hùng Lê đã có đánh giá lại toàn bộ thị trường, và Hùng Lê đã có những cái khuyến nghị, bắt đầu có những khuyến nghị cho team của chúng ta mở mua. Và một số các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê phân tích ở đây thì đã có những cái tín hiệu tăng khá là tốt, những cái mã cổ phiếu tốt nhất thì đã được phân tích ở đây.
Và sau đó thì tối ngày hôm qua, tức là tối ngày 12, thì ông Lê tiếp tục cập nhật thêm cho các anh chị của chúng ta một số các cái mã cổ phiếu ở trên team, ví dụ như là LGL, DRH, PC1, và phân tích thêm các cái mã cổ phiếu ở đây, đánh giá những cái mục đánh giá ở đây. Và trong cái buổi tối ngày thứ ngày ngày hôm qua, tức là tối ngày thứ năm, thì ông Lê có đánh giá rằng xu thế thị trường của chúng ta đã tốt dần lên, đặc biệt là VN-Index đóng phiên của ngày thứ tư, phiên ngày thứ năm của chúng ta đã có một cây nến xanh và bóng bóng nến dưới không có, thì đây là một cái dấu hiệu tốt lên của thị trường. Đây có một dấu hiệu tốt lên của thị trường. Và Hùng cũng có đề cập đến là các cái vị thế mua tốt từ tín hiệu ngày hôm nay và phiên ngày mai, tức là phiên ngày thứ sáu, là cái phiên để xác nhận thêm cái xu thế của lực hồi VN Index. Thì phiên ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã biết rồi, thị trường của chúng ta đã có một phiên tăng điểm rất là mạnh, rất là mạnh. Tí nữa thì Hùng sẽ đi phân tích chi tiết hơn. Thì nhìn ở trên xu thế hiện tại thì như vậy là phiên kết tuần VN Index của chúng ta lại tiếp tục đẩy về vùng 985 đến vùng 1.000 điểm. Thì tí nữa ông sẽ đi phân tích xu thế trên cơ sở là chúng ta phân tích toàn bộ các cái mã cổ phiếu mà mang tính chất dòng dẫn và dòng trụ. Thì về cơ bản là ngày thứ tư, trong cái buổi tối ngày thứ tư thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta bắt đầu mở mua, và danh mục mở mua của các cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê khuyến nghị trên team đã dài hơn. Còn trong cái thời điểm từ ngày 30 tháng 8 cho đến tối ngày thứ tư, tức là ngày 11 tháng 9, thì Hùng Lê gần như tất cả những cái bản tin khuyến nghị của Hùng Lê ở trên team là Hùng Lê đều khuyến nghị các anh chị của chúng ta có những cái điểm mua một cái trạng thái nó vừa phải, và chúng ta chú ý đến những cái yếu tố tạo lập của thị trường, cũng như quản trị rủi ro tài khoản. Bởi vì cái thời điểm đó thì Hùng Lê không có nhìn thấy rằng thị trường của chúng ta có những cái dấu hiệu tốt, và khi thị trường tốt lên, khi thị trường có những cái tín hiệu tốt, thì Hùng Lê sẽ có những cái đề cập ở trên team, và Hùng Lê sẽ có những cái khuyến nghị mở mua cổ phiếu. Thì đó là những cái giá trị mà các anh chị sẽ nhận được khi mà các anh chị về tham gia và đồng hành cùng với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS. Ok, một số các cái nội dung cơ bản như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích toàn bộ các cái mã cổ phiếu mang tính định hướng thị trường. Thì đầu tiên chúng ta sẽ điểm qua một số các cái mã cổ phiếu cơ bản nhất, đấy là của họ là VIX. Thì đối với VIX hiện tại là trong một cái xu thế ngắn hạn thì cũng đang nhìn thấy rằng VIX đang có những cái yếu tố tạo lập khá là tốt, và cái nền hỗ trợ của VIX trong ngắn hạn ở đây là vùng 120. Ở vùng 120 thì khả năng sẽ là một cái chốt chặn ở đây, và ngày hôm nay thì VIX đã có những điểm đánh chạm kênh. Những điểm đánh chạm kênh đó là những điểm hồi hồi nhẹ đây về vùng quanh vùng 120.8. Thì cơ bản kỳ vọng rằng đối với VIX thì Hùng vẫn kỳ vọng rằng đối với VIX thì trong cái nhịp này khả năng VIX sẽ đánh lên vùng 135, vùng 135. Còn đối với khuyến nghị mở mua thì tạm thời chúng ta cũng chưa tham gia tại thời điểm này, bởi vì mã cổ phiếu VIX thì là một cái mã cổ phiếu mang tính định hướng thị trường nhiều hơn là chúng ta đầu tư. Chúng ta có thể đầu tư, nhưng mà quan điểm của Hùng là Hùng sẽ tìm những cái mã cổ phiếu mang cái tính chất nó an toàn hơn. Còn với những anh chị yêu thích mã cổ phiếu VIX thì chúng ta cũng có thể canh canh VIX quanh vùng 121, canh vùng 121 để chúng ta mở mua lấy vị thế, và chúng ta sẽ chờ cái vị thế của chúng ta về đến tài khoản, và sau đó thì chúng ta sẽ mở mua tiếp nếu như cổ phiếu có những cái xu thế phục hồi tốt. Đối với Vinhome thì sau một cái nền ở đây là một cái nền hỗ trợ ở đây là khoảng quanh vùng 85. 85 thì Vinhome đã rơi và test lại về đây, và sau đó thì cũng có đánh giá rằng khả năng thì Vinhome sẽ có một nhịp hồi lại về đỉnh cũ và về đến gần tiệm cận vùng 90, thì sau đó thì Vinhome lại có một cái nhịp rũ tiếp. Ở trên đồ thị ngày ngắn hạn thì những tín hiệu phục hồi này của Vinhome khá là ok, và khả năng sang tuần thì Vinhome cũng sẽ là một cái mã cổ phiếu tăng điểm để giúp ổn định thị trường, và cái nhịp hồi này thì khả năng là Vinhome lại hồi lại về vùng đỉnh cũ, tức là vùng 90.
VRE thì hiện tại Hùng nhìn thấy tín hiệu của VRE khá là yếu, bởi vì sao? Bởi vì VRE đã có một cái trạng thái đi ngang khá là dài. VRE đi ngang quanh vùng giá 34. Quanh vùng giá 34. Và lình xình tại đây, hiện tại thì chưa phát đi những cái tín hiệu dòng tiền. Tiếp theo, đường MACD thì cũng đang khá là xấu và một số các chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng chưa cho thấy rằng cổ phiếu VRE sẽ có một cái nhịp hồi. Đối với VRE, các anh chị nào đang cầm nắm VRE lưu ý giúp Hùng Lê ở vùng giá 34. Vùng giá 34 sẽ là một cái vùng giá quyết định cái xu thế tiếp theo của VRE. Nếu tại vùng giá 34 VRE bị gãy ở những cái nhịp gãy mạnh thì như thế là VRE sẽ cần có thời gian để tích lũy ở những cái nền ở những cái nền tảng thấp hơn. Còn nếu xét về trên một cái nền tảng về kênh xu thế thì hiện tại là VRE đã rơi khỏi kênh xu thế, các anh chị lưu ý. Đối với Vinamilk hiện tại thì là một trong những trụ khá là yếu khi mà Vinamilk tiếp tục lình xình đi ngang ở quanh vùng giá 120. Ở quanh vùng giá 120 và không có những cái tín hiệu xác nhận. Quanh vùng giá 120 đến vùng giá 121 và hiện tại thì chưa có những cái tín hiệu xác nhận của cổ phiếu này đang có những cái tín hiệu đánh lên. Thì trong ngắn hạn thì Vinamilk có một cái nền hỗ trợ ở đây, tức là nền 119 đến nền 121, thì các anh chị cũng có thể quan sát ở quanh cái nền này. Khả năng theo quan điểm của Hùng thì khả năng là cổ phiếu vẫn vẫn đi ngang và có thể là vẫn lình xình đi ngang ở quanh nền giá 122. 122 tín hiệu dòng tiền hiện tại thì khá là yếu, chưa có những cái tín hiệu để xác nhận một cái nhịp tăng của Vinamilk. Đối với SAB thì trong những cái bản tin phân tích trước đây thì cũng có đề cập đến vùng 270 sẽ là cái vùng điểm tựa để giúp cổ phiếu này có những cái xác nhận tiếp theo. Hiện tại thì cái điểm tựa này đã bị phá vỡ, tức là đã đóng cửa vùng giá 264. Xu thế chủ đạo của SAB thì hiện tại vẫn đang là một xu thế giảm giảm giá, và phiên ngày hôm nay thì là một cái phiên mà có một cái tín hiệu hồi tại đây. Tín hiệu hồi tại đây nhưng tín hiệu hồi này thì cũng chưa thực sự là tích cực, và cổ phiếu này thì vẫn là một cổ phiếu giữ nhịp cho thị trường và chúng ta cũng không khuyến nghị đầu tư tham gia mã cổ phiếu này. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu VRC. VRC là một mã cổ phiếu, các anh chị có thể xem lại những cái bản tin trước đây của ông Lê. Sau khi mà VRC đạt target vùng 135 thì Hùng có đánh giá rằng VLC là một cái mã cổ phiếu trụ đang gọi gần như là tốt nhất của thị trường trong thời điểm hiện tại. Từ vùng 135 này VLC có thể test chỉnh về đây, đấy là vùng 130, và từ vùng 130 này thì đây các anh chị có thể xem lại ở đây chính là cái cây nến ngày hôm nay, chính là cái ngày ngày bao nhiêu ngày mùng 5 tháng 8 thì Hùng đã có phân tích bẻ kịch bản của cổ phiếu VLC có thể đánh chạm về vùng 145. Và những tín hiệu kỹ thuật từ trong tuần thì đang cho thấy VDC đang có một cái lực hồi khá là tốt. Những cái tín hiệu tăng giá hiện tại của VDC đã vượt thoát vùng 135, tức là vượt thoát vùng đỉnh cũ và đang bươn lên về, đang có hướng tiến đến cái vùng giá 145 khá là ok. Cổ phiếu VDC là một mã cổ phiếu mà cũng nên đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta đáng để đầu tư. BVH. Đối với BVH thì trong một cái nhịp đánh gần đây thì Hùng Lê có kỳ vọng nhịp này, tức là có kỳ vọng là BVH sẽ tiệm cận lại về vùng 83 đến 83.5, nhưng như nhịp đánh đấy thì BVH của chúng ta thất bại. Trong một cái xu thế ngắn hạn thì BVH lại quay về lại nền, tức là nền 71.5 đến nền 75. Thì cơ bản là khi cổ phiếu quay về nền thì chúng ta cần phải quan sát, tức là nếu như chúng ta mở mua ở nền, chúng ta mở mua ở nền thì chúng ta cần phải chờ đợi, và những cái vị thế mua ở nền thì chúng ta sẽ phải mua ở một cái vị thế khoảng tầm 20 đến 30% số chúng ta định mua. Thì hiện tại mã cổ phiếu BVH thì Hùng Lê khuyến nghị các anh chị là chúng ta có thể quan tâm đến vùng giá 73.5. Thậm chí là trong những cái phiên chờ chúng ta có thể chờ đặt mua chờ ở những cái vùng giá thấp hơn ở dưới này là khoảng vùng 72.5 đi. Đó, chúng ta có thể chờ mua ở những cái phiên thấp này, và đây là những cái điểm mua mang tính chất vị thế của chúng ta, thì các anh chị có thể lưu ý. Còn hiện tại thì Hùng chưa nhìn thấy rằng cái tín hiệu của BVH hồi phục rõ rệt, bởi vì là
Khi cổ phiếu rơi lại nền thì cổ phiếu cần có thêm thời gian, cần có thêm thời gian để chúng ta tích lũy lại. Mansan MSN. Đối với Mansan thì trong giai đoạn hiện tại đánh khá là phập phù. Bởi vì những cái nhịp đánh lên khá là ngắn và sau đó thì lại có những cái nhịp rũ lại về vùng đáy. Thì trong tuần thì Mansan của chúng ta đã có những phiên đánh rũ về gặp vùng giá 74 và sau đó thì có những cái phiên bật lên. Thì hai phiên này là hai phiên mà Mansan tạo gap rất là mạnh, thì khả năng cao thì Mansan sẽ lấp lại gap, và đúng là như kịch bản cùng đã đề ra ở đây thì Mansan sẽ lấp gap lại ở vùng 76, khả năng là sẽ lấp gap lại ở vùng 76, là một cái vùng mà Mansan sẽ lình xình đi ngang ở đây và sau đó thì sẽ có một cái nhịp tăng. Thì trên tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng đang nhìn thấy rằng Mansan đang có một cái lực hồi ở từ đây, và lực hồi này thì khả năng sẽ chạm lại vùng 80. Lực hồi từ vùng 74 và khả năng sẽ chạm lại về vùng 80. Thì các cái điểm mua của Mansan thì trong giai đoạn hiện tại Hùng cũng không có kết, bởi vì là hiện tại thì cổ phiếu này cũng chưa có hình thành chen sóng rõ ràng. Chúng ta cùng phân tích một số các cái mã cổ phiếu của họ dầu khí. Gas thì đối với gas ở trong giai đoạn vừa qua chúng ta cũng có thể thấy rằng là các anh chị chờ một tí, có khả năng là chúng ta sẽ tắt cái Zalo đi, bởi vì nó đang 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 buổi ban ngày nên là khá nhiều các cái tin nhắn của cái nhóm Hùng đang tham gia hỗ trợ thị trường. Thì hiện tại là GAT đang có một cái vùng hỗ trợ ngắn đây, các anh chị có thể thấy vùng hỗ trợ ngắn của Mansan tại Fibo 38.2, tức là khoảng vùng giá 100. Khi mà cổ phiếu này thường về đến 100 thì chúng ta cũng thấy có những cái lực hồi ngắn lên ở đây. Tuy nhiên những cái lực hồi ngắn này thì Hùng không có đánh giá cao, và hiện tại thì về cơ bản xu thế của GAT vẫn là một cái xu thế lình xình. Nếu mà chúng ta nhìn ở trên biểu đồ nến tuần thì GAT đang có những cái nền tích lũy đi ngang ở quanh vùng 100 khá là đẹp các anh chị. Với việc là vol ở đây cạn, tức là cho thấy rằng cái dòng tiền hiện tại đang nhất nhứ và dòng tiền hiện tại đang tạo lập những cái chen sóng mới của GAT. Thì đối với GAT là một cái mã cổ phiếu Hùng lên đã khuyến nghị chúng ta sẽ nốt vào cái danh mục để chúng ta theo dõi. Và cái vùng hỗ trợ sâu của Mansan ở trong giai đoạn hiện tại có thể sẽ là vùng 95 đến vùng 97, vùng 95 đến vùng 97 đây, thì chúng ta có thể đặt mua chờ ở quanh ở những cái vùng này, hoặc những anh chị nào mà chúng ta đánh đánh một cái chen dài, đánh một cái chen dài thì chúng ta cũng có thể mở mua vị thế dần, đúng không ạ? Chúng ta có thể mở mua vị thế dần ở quanh vùng giá 100, bởi vì hiện tại là đang có những cái nền siết chặt ở quanh những vùng này rồi, khá là ok. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu PVS. PVS thì sau một cái nhịp gãy nền ở đây, tức là Hùng có đề cập ở trong Zoom, cũng có đề cập ở trong Zoom vùng 20.5, để kỳ vọng rằng PVS có thể có một cái nhịp đánh chạm vùng 22.7 đến khoảng vùng giá 23. Tuy nhiên sau đó thì PVS tiếp tục lình xình đi ngang ở quanh cái nền ở đây là 20.5, và sau đó thì PVS có những phiên bị gãy tụt như thế này thì về cơ bản là xấu, và như vậy thì PVS lại có cái xu thế tích lũy ở những cái vùng nền thấp ở dưới này hơn, và chúng ta cũng tạm thời chúng ta không tham gia những cái mã cổ phiếu mà nó đang bị có những cái điểm sồi sụt như thế này, nó sẽ rất là rủi ro cho chúng ta. Đối với PVD thì tốt hơn mã cổ phiếu PVS khi mà PVD có một cái nhịp hồi đánh khá là mạnh từ vùng 15, gần vùng 15, tức là vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu PVD, và đánh chạm về vùng 19. Nhưng mà sau khi đánh chạm về vùng 19 thì hiện tại chúng ta đang nhìn thấy có những cái cây nến giảm rất là mạnh, và sau đó xen kẽ thì những cái lực hồi. Thì về cơ bản là PVD thì trong cái nhịp này thì Hùng đánh giá rằng khả năng PVD sẽ hồi sẽ đánh lại về vùng 15, hỗ trợ tại đây, và vùng 15 thì chúng ta sẽ quan sát và có thể chúng ta sẽ bắt mã cổ phiếu này. Một số các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn thì đang cho thấy rằng là cái xu thế chủ đạo của PVD vẫn là một cái xu thế giảm giá của PVD. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu PLX. Đối với PLX
thì Felix có một cái điểm hỗ trợ ở đây khá là chắc ở vùng nền 60, tức là điểm hỗ trợ ngắn hạn ở đây. Thì hiện tại Hùng đang quan sát thấy những cái nhịp đình chỉnh ở đây, thì cơ bản là chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở trong giai đoạn hiện tại Felix đang có những cái giai đoạn đánh khá là cạn kiệt về thanh khoản, khá là cạn kiệt về thanh khoản, và giá giá thì đang có những cái tín hiệu lình xình đi ngang ở quanh vùng này. Thì đối với PLX, những anh chị nào yêu thích mã cổ phiếu PLX thì chúng ta có thể canh để mở vị thế ở quanh vùng giá 61 cộng trừ. 61 cộng trừ có nghĩa là tùy những cái vị thế chúng ta kỳ vọng, nếu có những anh chị kỳ vọng thì chúng ta có thể đặt 60.5 đó, hoặc là có những anh chị nào mà kỳ vọng nó lớn hơn, tức là cổ phiếu nó không thể về được vùng đó, thì chúng ta có thể xem xét ở quanh vùng giá 61.2 ví dụ như vậy, và chúng ta chờ những tín hiệu xác nhận. Đây là chính là những tín hiệu xác nhận của PLX sau một quãng thời gian mà PLX cạn vốn, thì chắc chắn sẽ có những cái dòng tiền tạo lập để đánh lại cổ phiếu này. Thì khi mà có những cái yếu tố xác nhận đó thì chúng ta sẽ mở mua hết đối với mã cổ phiếu PLX, và chúng ta có thể mở những cái vị thế ở quanh những vùng lên khuyến nghị là quanh vùng giá 61. Ngày hôm nay thì Vietcombank, mã cổ phiếu ngân hàng, một số cái mã cổ phiếu ngân hàng khá là tốt. Điển hình chúng ta có mã cổ phiếu Vietcombank. Thì trong những cái kịch bản phân tích gần nhất của Vietcombank thì Hùng có phân tích đến target đầu tiên là target 80, và sau đó thì chúng ta có đề cập đến một cái nền hỗ trợ ngắn ở đây, có thể cổ phiếu sẽ chỉnh lại về vùng 75. Sau khi chỉnh về vùng 75 thì Vietcombank có thể hoàn thành một cái target cuối cùng ở đây. Không biết là cuối hay không thì Hùng cũng không dám chắc, thì chúng ta sẽ dựa vào những cái kịch bản tiếp theo để chúng ta phân tích. Nhưng mà từ vùng 75 thì có thể cổ phiếu này sẽ đánh chạm vùng 85, tức là trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ có thể, Vietcombank sẽ có thể neo lên vùng 85. Và hai phiên cuối tuần, phiên ngày thứ 5 và ngày thứ 6 cuối tuần thì Vietcombank đã có những cái lực hồi khá là tốt, khá là ok, và trong xu thế ngắn hạn thì Vietcombank lại bứt tiếp nền và tiếp tục đi lên, thì như thế là xu thế cổ phiếu tốt. Chỉ báo MACD khá là tốt, chỉ báo dòng tiền tốt và tất cả những cái chỉ báo kỹ thuật khác đối với mã cổ phiếu Vietcombank rất là ok. Những anh chị nào mà trong phiên ngày hôm nay mà khi chạm vùng 80 mà có những dấu hiệu bứt lên, chúng ta tham gia mã cổ phiếu Vietcombank ngày hôm nay là hợp lý. Thứ nhất là chúng ta sẽ được lợi về T cộng. Chúng ta cùng phân tích tiếp mã cổ phiếu BID. Nhắc đến BID đúng không ạ, thì chúng ta có thể xem lại các cái bản tin trước đây của Hùng Lê. Hùng Lê có đánh giá rằng BID sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu lead dòng cổ phiếu ngành ngân hàng, bởi vì khi đó Hùng đã nhìn thấy có những cái dấu hiệu mà BID tích lũy rất chặt ở quanh vùng giá 30, và sau đó thì có những cái nhịp hồi lên xong đó thì có một cái nhịp rũ ở đây, và tại thời điểm đó thì Hùng có phân tích một cái nền của BID sau nhịp rũ đó là cái nền của BID 35.5 đến nền 36.5, và có những phiên BID bứt thoát khỏi vùng này, thoát khỏi vùng 36.5, đấy là một cái tín hiệu xác nhận tiếp theo. Và sau đó thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta tham gia mã cổ phiếu BID, bởi vì BID là một trong những mã cổ phiếu mà sẽ lead dòng ngân hàng, và target gần nhất của BID là vùng giá 40. 40 thì hiện tại là trong tuần tới, với một cái tín hiệu hiện tại của BID, dòng tiền đánh hai phiên khá là mạnh như này thì vùng giá 40 chắc chắn sẽ về đến nơi. Các anh chị yên tâm là như vậy. Và như thế thì chúng ta đã hoàn thành một cái nhịp phân tích của BID ở vùng giá 40. Và với tín hiệu mạnh của BID như hiện tại như thế này thì khả năng là BID sẽ đánh vượt thoát vùng 40 và sau đó thì sẽ chạm về khoảng vùng 42.5. Chúng ta sẽ tiếp tục nâng target của BID lên về vùng 42.5. Và BID là một mã cổ phiếu ngân hàng khá là tốt, đúng không ạ? CTG thì trong phiên ngày hôm nay thì dòng tiền chủ yếu tập trung đánh vào mã cổ phiếu ngân hàng. Công thương có một phiên với lượng vốn đột biến và với một cây nến xanh dài như thế này thì khả năng cao thì sang phiên thứ hai tuần tới công thương sẽ chưa chạy ngay được đâu. Công thương sẽ cần phải có những phiên test lại ở quanh vùng giá 20.4 đến khoảng vùng 20.5. Tuyệt đối chúng ta không đu theo những anh chị mà chúng ta đang
đang có ý định mua công thương thì như vậy là chúng ta sẽ canh lại ở vùng này, công thương sẽ chưa chạy ngay được đâu, sẽ có những phiên đánh rũ và rũ sạch sẽ thì bằng hết thì thôi. Công thương thì trong ngắn hạn thì có một cái nhịp hỗ trợ ở đây, đấy là vùng 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 bao nhiêu, vùng 20. Thì trong những cái bản tin phân tích gần đây thì có đánh giá khả năng là cổ phiếu này sẽ lình xình đi ngang ở quanh vùng 20 thôi. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu ACB. Đối với ACB thì khá là nặng, và nếu chúng ta nhìn ở trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta vẫn nhìn thấy một cái trạng thái lình xình của ACB khá là dài đi ngang và tích lũy chặt ở quanh nền giá 22, tuy nhiên sau một nền tích lũy chặt như thế này thì chúng ta cần có những cái tín hiệu để xác nhận ACB có dòng tiền đánh hay không, thì lúc đó thì Hùng sẽ có phân tích ở trái tim, còn hiện tại thì Hùng chưa nhìn thấy. Những cái nhịp hồi ngắn, những cái nhịp hồi phập phù như thế này thì chúng ta cũng sẽ không đánh ở được ở những cái mã cổ phiếu như thế này. Chúng ta cùng xem STB. STB hiện tại thì cũng chưa có những cái dấu hiệu thực sự là xuất sắc. Vùng 10 đến vùng 10.5 ở đây, trong một cái hộp đa phát Hùng đang vẽ ở đây, thì cổ phiếu vẫn đang vận động và lình xình đi ngang ở quanh đây thôi. Và khả năng sẽ mất thêm thời gian, bởi vì như vậy là STB đã có một cái nhịp gãy khá là dài. Và sau một cái nhịp gãy khá là dài này thì chúng ta sẽ phải cần những cái đoạn như thế này, tức là những cái đoạn mà cổ phiếu đánh mà không có vol. Đây, anh chị nhìn thấy này. Đó, ở những cái đoạn gọi là chết chóc, gọi là nhìn thấy, gọi là chỗ này gọi là 9 tầng địa ngục, thì khi đó cổ phiếu mới hồi phục quay trở lại được. Chứ còn nếu mà vẫn cứ đang lình xình, đó, vẫn cứ đang có những sóng tăm lình xình như thế này thì thôi, chúng ta cũng tạm thời là chúng ta chưa có để ý đến nó. MBB, đối với MBB thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta ở trên Zoom. MBB là một mã cổ phiếu mà hiện tại Hùng đang nhìn thấy những cái dấu chân tạo lập của dòng tiền và đang có những cái tín hiệu tốt lên. Vùng giá Hùng đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta mở mua. Đây, những cái tín hiệu dòng tiền mới của MBB đang vào rồi. Sau những cái đoạn mà MBB đánh khá là trầm lắng thì quanh cái nền giá tích lũy ở đây là MBB tích lũy rất chặt ở quanh nền 21.5. Và sau đó thì đã có những phiên đánh dẫn lên rũ và sau đó thì đang có những cái dấu hiệu mà bứt nền 23. Nếu như mã cổ phiếu này mà bứt nền 23 đến nền 23.5 ở đây, có những phiên tạo lập đánh bứt hẳn lên với vol đạt khối lượng trung bình đạt khoảng tầm từ 7 đến 8 triệu mã cổ phiếu, 8 triệu cổ phiếu trong phiên, thì như thế là cái tín hiệu tăng giá tiếp theo của MBB khá là tốt. Và mã cổ phiếu MBB là mã cổ phiếu mà Hùng đã khuyến nghị đầu tư ở trên Zoom, đáng để chúng ta đầu tư trong giai đoạn hiện tại khá là mạnh. Chúng ta cùng điểm qua một số cái mã cổ phiếu về chứng khoán. Đầu tiên đấy là mã cổ phiếu HCM. Trong giai đoạn hiện tại, nếu chúng ta nhìn thấy HCM thì HCM đã có những thời điểm đánh rũ khá là mạnh, và những cái điểm hỗ trợ của HCM trong ngắn hạn ở đây quanh vùng giá 21 thì hiện tại đang phản ứng khá là tốt. Và hai phiên, và trong tuần vừa rồi, chính xác là trong tuần vừa rồi, thì HCM đã tích lũy đi ngang quanh nền 21 khá là tốt, và hai phiên cuối tuần thì đang có những cái tín hiệu hồi lên. Thì trong cái nhịp hồi này thì maximum mà cổ phiếu này hồi lên được, chúng ta sẽ nói chuyện cổ phiếu HCM tại vùng 23.5 đến khoảng vùng 24, khả năng là đến khoảng vùng 23.5 đến vùng 24. Trong xu thế ngắn hạn thì lực hồi của HCM đang khá là ok. Những anh chị nào mà đang nắm giữ mã cổ phiếu HCM thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. Các cái điểm mua thì chúng ta phải mua quanh vùng giá 21, quanh vùng 21 đây là những nền hỗ trợ. Còn bây giờ cổ phiếu đã có những cái điểm bật lên như này thì chúng ta sẽ bị bất lợi về giá. SSI hiện tại thì chưa có nhiều những yếu tố đột biến, khi mà cái nền ở đây là nền bao nhiêu, nền 21 đến nền khoảng nền 21 đến khoảng nền 22, nền 21 đến nền 22 thì cổ phiếu này chưa có những cái xu thế vượt qua, và cái nền trung bình là cái nền 21.5 thì hiện tại là chưa chạm đến. Thì với một cái phiên mà cô đặc vôn mạnh như thế này thì các anh chị chúng ta lưu ý là cổ phiếu chúng ta sẽ chưa chạy được ngay đâu, nó sẽ lình xình, khả năng thì vẫn lình xình ở quanh vùng 21.5, vùng 21 đến vùng 21.5.
trước khi mà phát đi những cái tín hiệu tiếp theo đối với cổ phiếu SSI. Hòa Phát HPG. HPG thì Hùng cũng đã có phân tích và khuyến nghị cho các anh chị của chúng ta ở trên Zoom, Zalo. Hiện tại thì chúng ta có thể thấy rằng là HPG thì có một cái nền hỗ trợ dài đây. Đó, nền hỗ trợ dài Hùng đã vẽ ở đây rồi, tức là khoảng quanh vùng 20 đến khoảng vùng 21, và mỗi lần chạm về đây thì cổ phiếu lại có một lực hồi. Và cái điểm mua đẹp của Hòa Phát chính là trong phiên ngày đây, phiên ngày hôm nay, trong cái phiên ngày bao nhiêu ạ? Ngày 10 tháng 9 thì cũng đã có những đề cập, ở trên Zoom. Thì khả năng cái nhịp hồi này của Hòa Phát thì hiện tại là Hùng chưa có đánh giá mạnh được. Hòa Phát hiện tại chưa mạnh được. Những nhịp hồi này có thể mang tính chất chúng ta đánh T cộng, tức là khả năng lại hồi chạm lại vùng 24. Mang tính chất đánh T cộng lướt lát thôi, chứ còn một cái nhịp mà cổ phiếu cần đi mạnh và đi theo những cái trend sóng thì chúng ta cần phải có thời gian. Và hiện tại thì Hòa Phát đang ở trong một cái kênh xu thế downtrend dài hạn. Chính vì vậy nên là những cái lực hồi thì chúng ta phải đánh nhanh thoát nhanh đối với những mã cổ phiếu như này. FPT thì trong những kịch bản phân tích gần đây của Hùng Lê thì Hùng Lê có đề cập đến sau khi chạm target vùng 55 thì FPT có thể test chỉnh lại, và test chỉnh sâu nhất thì chạm về vùng 350, nhưng mà rõ ràng là cổ phiếu này khá là khỏe, chỉ test lại về vùng lình xình ở đây là khoảng quanh vùng 51.8. Chỉ rũ về đến vùng 51.8 và sau đó thì lình xình và túc tắc lại đi lên. Và trong cái nhịp trong cái phiên ngày hôm qua, FPT đã bứt khỏi vùng nền 55, và trong phiên ngày hôm qua thì cũng có đề cập ở trên Zoom rồi là chúng ta sẽ có được một cái target tiếp theo của FPT, đó là khả năng FPT sẽ chạm lại về vùng 65. Chạm về vùng 65 của nhịp đánh này, và một số các tài khoản của Hùng Lê quản lý, tài khoản trong team Hùng Lê quản lý thì FPT ngày hôm qua đã mở mua FPT khá là tốt, khá là ok, và chúng ta sẽ chờ với những cái tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn. Thì các anh chị lưu ý nhé, sau một cái phiên đánh mạnh như thế này thì FPT có khoảng tầm 3 cái phiên test lại ở quanh cái vùng này, quanh cái vùng khoảng vùng 56 và khoảng đến vùng 57 là những cái phiên test mà Hùng sẽ kỳ vọng là cổ phiếu FPT sẽ test lại ở quanh cái vùng này. Và sau đó thì từ cái xu thế của cái vùng này, tức là từ cái vùng 50 này, và khả năng cổ phiếu sẽ đánh một nhịp nữa, đánh một nhịp dẫn nữa đến vùng 65. Những anh chị nào đã mua cổ phiếu FPT và đang nắm giữ FPT thì chúng ta yên tâm nắm giữ mã cổ phiếu này, bởi vì xu thế hiện tại của FPT khá là tốt. G cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đã đề cập và khuyến nghị các anh chị của chúng ta tham gia từ những cái nhịp đánh ở dưới này đây, từ những cái nhịp đánh ở vùng 32.5, đấy là những cái điểm xoay chiều đây, các anh chị có thể nhìn thấy những cái vòng tròn Hùng đang vẽ đang ở đây. Từ vùng 32.5 thì Hùng phân tích lên đến khoảng vùng 37 đến vùng 38, sau đó thì Hùng có đề cập đến một cái nhịp rũ tiếp theo của G có thể chạm về vùng ở đây ạ, về vùng 35, và từ vùng 35 này thì Hùng đang kỳ vọng tiếp tục G đánh chạm vùng 40 đó. Thì trước khi mà G đánh chạm vùng 40 thì Hùng có một cái mũi tên nho nhỏ đây là G cần phải vượt thoát về lại vùng bao nhiêu ạ? G phải vượt thoát lại về vùng 38. Thì hiện tại G có hai phiên đánh mạnh lên, và sau đó thì có một phiên test nhẹ ở đây, thì khả năng sẽ có 1 đến 2 phiên test ở đây, và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những điểm mua của G. Thì các anh chị, nếu những anh chị mà theo dõi những bản tin của Hùng lên thì chúng ta sẽ nốt lại những cái điểm hỗ trợ của cổ phiếu, và khi cổ phiếu về đến vùng hỗ trợ thì chúng ta tập trung chúng ta quan sát từ vùng hỗ trợ có những cây nến xanh đẩy lên thoát vùng hỗ trợ, hoặc là về vùng hỗ trợ thì chúng ta chấp nhận là chúng ta mua khoảng 10%, đúng không ạ? Nếu rủi ro mà cổ phiếu tiếp tục gãy thì chúng ta sẽ cắt lỗ 10% số chúng ta định mua, và ngược lại thì đấy là cái phương pháp mà Hùng đã hướng dẫn các anh chị ở trong team cũng như trên cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta ở trên kênh Facebook cũng như trên kênh YouTube, để chúng ta có được một cái cách trending nó hiệu quả. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu Novaland. Novaland thì cũng là một cái mã cổ phiếu giữ nhịp cho thị trường thôi, nó cũng khá là quan trọng. Có những cái thời điểm mà thị trường của chúng ta yếu thì mã cổ phiếu Novaland lại có những cái tác động hết sức là tích cực.
Ở đây thì Hùng đang nhìn thấy là khả năng thì Novaland sẽ có những nhịp đánh lình xình ở đây quanh vùng 60.5, khả năng là trên vùng 60.5 một tí, nhưng Hùng cứ lấy là vùng 60.5. Những cái vùng lình xình 60.5 ở đây, những cái vùng lình xình 60.5 ở đây này, đến khoảng vùng 61 năm, đến khoảng vùng giá 61, vùng giá 60.5 đến vùng 61 thì khả năng là cổ phiếu sẽ có những cái điểm rút ở đây. Thì với những anh chị nào mà chúng ta quan tâm đến mã cổ phiếu Novaland thì chúng ta cũng hoàn toàn chúng ta cũng thể mở mua vị thế ở đây, và chúng ta sẽ chốt ở những cái phiên mà đấy Novaland rất có những cái kiểu đánh, tức là đánh dốc trong phiên và sau đó thì tụt xuống, ví dụ như vậy thì chúng ta lại bán đi những cái phần cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ, ví dụ như vậy. Novaland thì lướt lát được. VCG nào, VCG. Đối với VCG thì thực sự là tạo lập tuyệt vời. Vùng giá 26 các anh chị thấy đồ thị đẹp không ạ? Đi ngang quanh vùng 26 không gãy không thủng, vôn cạn. Thì sau một cái nền tích lũy chặt như thế này thì cổ phiếu sẽ đi đâu về đâu thì hiện tại là Hùng Lê chưa thể phân tích được, nhưng chúng ta sẽ có những cái phiên xác nhận để đánh dấu được là cổ phiếu sẽ đi đâu về đâu. Nếu mà chúng ta có thể nhìn nhận thấy rằng là trong một kênh xu thế dài hạn của cổ phiếu này thì hiện tại là cái nền neo ở đây rất là tốt và khả năng là tạo lập đang có một cái ý đồ gì đấy. Chứ còn nếu mà cổ phiếu mà đi ngang như thế này thì gần như nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân gần như không làm được. Mà đây phải có một cái bàn tay ma thuật nào đấy đang đứng ở đằng sau, và chúng ta sẽ chờ xem là kịch bản của VCG như thế nào, và chúng ta cũng phải nốt cổ phiếu này vào để chúng ta tiếp tục chúng ta theo dõi. Bình Minh thì trong giai đoạn hiện tại đánh khá là phập phù, khi mà đánh lên đánh xuống như này thì nó cũng khá là khó chịu. Tuy nhiên nếu như cổ phiếu Bình Minh chúng ta xem ở trên biểu đồ nến tuần, chúng ta xem ở trên biểu đồ nến tuần thì nó hợp lý hơn. Đang có một cái nền tích lũy và hỗ trợ đâu đó khoảng quanh vùng giá 48, quanh vùng giá 48 thì Bình Minh thì nó thích hợp với những cái anh chị nào mà chúng ta đánh dài hơi hơn. Chứ còn nếu mà đánh lướt mà với một cái trạng thái lình xình như này thì nó khá là khó chịu. Tức là đánh dài thì thường là mọi người sẽ chạm những vùng hỗ trợ này là mọi người sẽ đặt lệnh, mọi người mua này, ví dụ chạm vùng 48 thì sẽ mua. Đó, và ví dụ như lên cái vùng cao cao trên này thì lại bán, và sau đó chạm với vùng 48 thì chúng ta lại mua. Đó thì là cái cách lướt như vậy. Còn ở xu thế hiện tại thì Bình Minh có thể phục hồi về vùng giá 55. Có thể phục hồi vùng giá 55 từ vùng đây, tức là từ khoảng vùng 48. Từ vùng 48 thì có thể phục hồi về vùng giá 55, 48 thì phục hồi về vùng giá 55, nhưng trước mắt là Bình Minh sẽ có một cái mức cản ở đây ở quanh vùng giá 52. Các điểm mua của Bình Minh thì hiện tại cũng không khuyến nghị, bởi vì là không không nhìn thấy nó ok. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu MVKG. MVKG đúng không ạ? MVKG thì trong những cái nhịp phân tích từ vùng giá 82.5 đúng không ạ? Đây có phải 82 không anh chị? Đúng không? Từ vùng 82.5 mà chạm 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 rất nhiều cái target trong cái bản tin phân tích trước đây của Hùng Lê. Và trong kịch bản gần nhất thì Hùng Lê có đề cập đến một cái vùng ở đây, tức là một vùng tiệm cận ở đây khoảng vùng 110. Khi chạm về target vùng 120 thì có thể MVKG sẽ chỉnh chỉnh trang về đâu đó về vùng 110 và sau đó tích lũy, và sau đó thì tiếp tục là đánh chạm lại về vùng ở đây, là chạm về vùng 120. Thì trong phiên kết tuần ngày hôm nay thì MVKG đã có một phiên giao dịch khá là kinh khủng, khi mà cái nhịp độ tăng khá là lớn và vol cũng khá là cao. Để bánh có thể ý đồ tạo lập là muốn đánh break vùng giá 120, để sau đó thì có một cái target Hùng đã để sẵn ở đây là 130 đến vùng 135. Với những anh chị nào mà chúng ta mua được ở những cái vùng thấp ở dưới này thì chúng ta tiếp tục nắm giữ. Còn những anh chị nào mà chúng ta chưa mua được vị thế cổ phiếu này, các anh chị lưu ý giúp Hùng. Tuyệt đối chúng ta sẽ không đuổi theo, có thể là tạo lập sẽ đánh một hai phiên T cộng để dốc dốc lên. Dốc lên và sau đó cần phải rũ lại. Các anh chị lưu ý cần phải rũ lại. Rũ lại và sau đó thì mới đi tiếp được. Đó thì cái cách thức vận động của cổ phiếu thì theo Hùng nghĩ là như vậy. Và xu thế hiện tại của MVKG cũng khá là tốt. Lưu ý những điểm mua đuổi theo giá rất là nguy hiểm, các anh chị chú ý giúp Hùng lên.
chúng ta đã có những cái điểm phân tích của ông Lê đây rồi, thì khi cổ phiếu có những cái nhịp, đây là những cái cây nến rút chân mang tính đảo chiều rất là đẹp nếu như các anh chị mà chúng ta học thuần về phân tích kỹ thuật đó. Đây là một cái cây nến doji có bóng nến dưới rất là dài, và sau đó thì có một cái chân rút lên, và sau một cây nến doji xuất hiện thì đã có một cây nến xanh lấp lại toàn bộ cây nến doji, và tiếp theo một cây nến tiếp theo nữa ở đây là một những cây nến xác nhận đó. Thì nếu như chúng ta mà học về phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ có được những cái phân tích rất là sát như vậy. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu TV2 xem này. TV2 hiện tại TV2 thì chưa có những cái dấu hiệu khá là đẹp, chưa có những dấu hiệu đẹp, và khả năng cái xu thế này thì TV2 có một hai cái nhịp hồi đây, và khả năng sẽ chạm lại về vùng 80, vùng 75 đến vùng 80 tích lũy trở lại. Thêm một mã cổ phiếu nữa là PNG. PNG thì một số các anh chị đã bắt đáy khá tốt và thành công. Hùng Lê phải nói là như thế, trong tim của Hùng Lê rất tuyệt vời. Và chị thì đang sống ở Sài Gòn, và cái cách mà chị trending thì thôi Hùng Lê cũng phải 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 ghi nhận đấy là một trong những người mà đánh có thể là đánh gần như tốt nhất tim của Hùng Lê. PNG thì sau một cái nhịp mà Phượng Hùng Lê phân tích có thể chạm về vùng 90, và sau đó thì từ vùng 90 thì Hùng đã có khuyến nghị các anh chị rồi, cổ phiếu này cần phải giảm. Và có ở đây có hai cái mức giảm target ở vùng có thể chạm giảm về vùng 80, và sâu hơn thì cổ phiếu này có thể chỉnh về vùng 77. Và trong trong phiên ngày đây chị bắt đáy đúng phiên ngày hôm nay, tức là phiên ngày 10 tháng 9. Khi mà PNG gần chạm về đến cái vùng hỗ trợ ở đây, về chạm đến gần cái vùng hỗ trợ ở đây thì chị đã tiến hành bắt đáy mở mua các cái vị thế ở đây rất là tuyệt vời. Và như vậy thì T0, T1, T2, T3 hôm nay cổ phiếu về đến tài khoản, và cổ phiếu về đến tài khoản thì cổ phiếu lại có một cái nhịp tăng rất là mạnh. Các cái tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn cho thấy rằng là PNG đang có một cái nhịp hồi, đang có một cái nhịp hồi và có thể hồi chạm về đến đâu. Hồi chạm về đến đâu thì bây giờ chúng ta cần xem là khả năng là có thể chạm được về đến đâu. Vùng vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu PNG sẽ chạm về vùng này, sẽ là vùng kháng cự mạnh ở đây. Tức là PNG có thể chạm về vùng 84. PNG có thể chạm về vùng 84 đến vùng 85, đây là một cái vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu, thì cái nhịp hồi này có thể hồi về vùng 84.5, đấy là maximum có thể, chắc là nhịp hồi này có thể hồi về đến tận đây. Thì những anh chị nào mà đang nắm giữ mã cổ phiếu PNG thì chúng ta cũng có thể quan sát ở vùng này, và khi cổ phiếu về đến vùng này thì chúng ta cũng có thể thấy có những cái tín hiệu đảo chiều, thì chúng ta cũng xem xét để chúng ta có thể ra hàng và chúng ta chốt để chúng ta bảo toàn lợi nhuận. PPC chúng ta thôi, chúng ta sẽ không phân tích nữa, chúng ta sẽ phân tích tiếp một cái mã cổ phiếu về ngành dược DHG. Cổ phiếu Dược Hậu Giang. Dược Hậu Giang thì sau một cái nhịp đánh khá là tưng bừng thì Dược Hậu Giang đấy anh chị cũng có thể nhìn thấy có một cái nhịp giảm rất là mạnh, gần như là thanh khoản đang bị mất hết rồi, và cái lượng hàng kẹp lại ở cái vùng này thì chắc là bây giờ cũng đã bắt đầu ra dần, và hiện tại là chúng ta không bắt đáy, tuyệt đối chúng ta không bắt đáy mã cổ phiếu Dược Hậu Giang. Xu thế chủ đạo của Dược Hậu Giang vẫn là một cái xu thế giảm, và khả năng thì cổ phiếu này sẽ gãy về nền. Với một cái tín hiệu như hiện tại thì khả năng cổ phiếu này sẽ gãy về nền 85, nền 80, và từ nền 80 này thì chúng ta mới nói chuyện câu chuyện đối với mã cổ phiếu này. Ok. Như vậy là chúng ta vừa mới đi phân tích lại toàn bộ các cái mã cổ phiếu mang tính định hướng thị trường, cũng như là các cái họ dòng mà chúng ta chủ đạo ở trên thị trường, như là họ nhà VIX, họ nhà dầu khí, rồi ngân hàng chứng khoán, đúng không ạ? Ngân hàng chứng khoán và xây dựng thì chúng ta vừa mới đi phân tích tổng quan lại. Trong cái bây giờ thì Hùng sẽ mở lại Zalo, bởi vì là bây giờ chúng ta đã phân tích xong cái xong cái xu thế chung.
Thì trong 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 những cái bản tin gần đây của ông Lê ở trên Zoom Zalo hỗ trợ các nhà đầu tư, thì ông Lê có đề cập đến việc là thị trường của chúng ta sẽ còn gặp rất nhiều là khó khăn, sẽ gặp rất nhiều là khó khăn. Từ đây đây chính là cái điểm ngày 30 tháng 8 là Hùng Lê đã ra cái bản tin phân tích cuối cùng, và sau đó thì ngày 11 tháng 4, tức là tối ngày thứ tư, thì Hùng đã ngày 11 tháng 9 thì Hùng đã có những phân tích đánh giá nhìn nhận lại ở trên trên Zoom, phân tích đánh giá nhìn nhận lại trên Zoom về xu thế phục hồi của thị trường và xu thế phục hồi của thị trường và một số cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã khuyến nghị chúng ta mở mua. Và trong cái buổi tối ngày thứ tư thì cũng có đề cập đến việc là thị trường của chúng ta sẽ cần phiên ngày thứ năm và phiên ngày thứ sáu để chúng ta xác nhận cái xu thế. Thì rõ ràng một điều là trong phiên ngày thứ sáu thì xu thế hồi phục của thị trường của chúng ta đã được xác định một cách rõ ràng hơn, khi mà dòng tiền đã tiếp tục quay lại với khối lượng khớp lệnh ở trên sàn đạt được khoảng tầm 145, tức là xấp xỉ đạt 150 triệu cổ phiếu. Xung lực dòng tiền, tín hiệu dòng tiền đi vào thị trường đang có những dấu hiệu phục hồi, đường MACD thì đang có những cái tín hiệu thu hẹp và đang đường tín hiệu đang có những cái tín hiệu để cắt lên. Và một điều đặc biệt hơn nữa là đường giá thì đã vượt ra khỏi những cái đám mây Ichikoku, như vậy là khá là tốt, khá là tích cực. Và VN Index của chúng ta lại tiếp tục đi vào tiệm cận vào cái vùng 985 đến vùng 1.000 điểm. Có một cái điều khác biệt ở đây, Hùng Lê lưu ý với các anh chị nhà đầu tư là hiện tại dòng tiền đang hướng vào đâu? Thì dòng tiền đang đánh dẫn ngân hàng, tức là về cơ bản ngày hôm nay cái lượng thanh khoản đạt được khá là tốt như này thì nhờ một phần rất là lớn về các cái mã cổ phiếu về ngành ngân hàng và chứng khoán, và phiên ngày hôm nay là một cái phiên lead dòng ngân hàng khá là tốt. Tuy nhiên dòng ngân hàng thì chúng ta cũng không đủ sức để kéo thị trường đi dài, bởi vì vốn hóa của cổ phiếu ngành ngân hàng nó khá là lớn, nó chỉ đánh dẫn thôi, và cái vấn đề là sau đó dòng tiền phải cần lan tỏa sang các cái nhóm ngành khác, ví dụ như là dầu khí, ví dụ như là xây dựng. Đó, còn trong ngành ngân hàng thì Hùng đã có phân tích các anh chị rồi, có 3 mã cổ phiếu, tí nữa thì Hùng sẽ đi phân tích lại. Sẽ là tâm điểm của ngành ngân hàng, đó là mã cổ phiếu BID thì đã phân tích từ rất lâu, MBB và Techcombank thì cũng đã có khuyến nghị ở trên Zoom đó, khuyến nghị ở trên Zoom sẽ là những cái mã cổ phiếu mà khả năng là sẽ chạy dài theo cái sóng của ngành ngân hàng đó. Vậy thì sau một cái nhịp đánh dẫn của thị trường ngày hôm nay thì các anh chị của chúng ta cũng phải hết sức lưu tâm. Các cái vị thế mở mua mới thì gần như Hùng đã khuyến nghị các anh chị ở trong team của Hùng Lê, tức là sau phiên ngày thứ tư thì ngày thứ năm và ngày thứ sáu là chúng ta đã mở mua rồi, để chúng ta không bị chậm T cộng, và chúng ta không bị bất lợi về giá. Và khi thị trường của chúng ta một lần nữa lại đi vào cái mây lình xình ở đây thì chúng ta lại phải có những cái yếu tố hết sức là thận trọng trong tuần tới. Lực hồi của thị trường của chúng ta rất là mạnh, hiện tại Hùng đánh giá là rất là mạnh, rất là ok. Và xu thế chủ đạo trong tuần tới thì khả năng là VN Index có khả năng trong tuần tới là sẽ đánh chạm vùng 1.000 điểm. Với sự dẫn dắt của dòng ngân hàng, một số các cái mã cổ phiếu trụ thì khả năng là trong tuần tới sẽ là một cái tuần mà hồ hởi phấn khởi của các nhà đầu tư của chúng ta. Còn các cái vị thế mở mua mới, các anh chị lưu ý, các vị thế mở mua mới chúng ta phải hết sức là lưu tâm. Các anh chị hết sức là lưu tâm. Ok, phần thứ ba thì Hùng sẽ cùng với cộng đồng nhà đầu tư cũng như các anh chị, chúng ta sẽ đi phân tích lại tất cả các cái mã cổ phiếu mà Hùng đã đề cập ở trên Zoom. Trong cái thời điểm hiện tại thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị thêm một số các cái mã cổ phiếu, ví dụ như MBB này, ví dụ như Hòa Phát này, VGI này, NTL, Đạt Phương, Nam Long. Đấy, ví dụ Nam Long thì đã khuyến nghị bắt lại ở vùng giá 28 cộng trừ. Thì chúng ta sẽ đi phân tích lại để chúng ta xem là xu thế như thế nào. NLG. Đối với Nam Long, Hùng đã khuyến nghị chúng ta bắt lại Nam Long ở vùng giá 28. Sau khi Hùng thấy rằng ở chạm Nam Long chạm vùng giá 28 là chạm kênh xu thế và đã có những cái nhịp đánh lình xình ở quanh đây. Đối với Nam Long thì
Trong thời điểm hiện tại chúng vẫn kỳ vọng Nam Long đang đánh theo những cái nhịp sóng dài. Cách đánh thì nó cũng khá là nhẹ nhàng như vậy thôi. Chạm kênh trên thì cổ phiếu này có thể sẽ chỉnh giảm lại về vùng hỗ trợ, và sau đó từ vùng hỗ trợ thì có những phiên bứt lên. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì đang cho thấy rằng Nam Long, tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì đang cho thấy rằng là Nam Long đang có một cái nhịp phục hồi ở đây và khá là tốt khi mà dòng tiền tiếp tục quay trở lại với mã cổ phiếu này. Các anh chị chờ một tí, không biết là tại sao lại bị mất cái dòng tiền ở đây. Ok, Hùng sẽ đánh. NLG. Hiện tại thì tín hiệu hồi của Nam Long khá là tốt và dòng tiền thì đang có những cái dấu hiệu bứt phá đi lên, và tín hiệu giá thì cũng khá là ok. Chỉ cần Nam Long sang tuần đóng cửa vượt vùng 29 và với một lượng cầu xác nhận trở lại thì xu thế tăng giá trở lại của Nam Long sẽ được xác lập. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu HDG, Hà Đô. Đối với Hà Đô thì trong cái kịch bản trước đây của ông Lê thì cũng có đề cập đến khả năng Hà Đô sẽ chạm về vùng hỗ trợ ở đây là vùng 34. Vừa là chạm kênh xu thế và cái vùng hỗ trợ 34 cũng là cái vùng xuất phát điểm khi mà cổ phiếu Hà Đô có những phiên bứt tốc ở bên này. Thì trong hiện tại thì Hà Đô đã chạm về vùng 34 và trong tuần thì đã có những phiên đánh khá là mạnh. Thì nhìn ở trên xu thế hiện tại thì với tín hiệu giá thì Hà Đô đã lấp lại vùng giá 34 khá là đẹp. Tuy nhiên một cái yếu tố ngắn hạn thì chúng ta cũng cần phải chú ý đến dòng tiền của Hà Đô, tức là sang tuần Hà Đô sẽ có những cái phiên mà lực cầu đánh mạnh và có những cái phiên mà giá của Hà Đô tăng lên để vượt thoát lại khoảng về vùng giá 35. Thì như vậy thì một cái lực hồi được xác lập từ vùng giá 34 và có thể chạm lại về vùng 38 đến khoảng vùng 39, tiệm cận lại vùng đỉnh cũ sẽ được xác định. Những cái điểm mua của Hà Đô thì hiện tại thì chúng ta cũng không mua bởi vì Hùng cũng không nhìn thấy các cái tín hiệu đẹp. HDC thì là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã phân tích ở trong cái nhịp đánh trước đây. Target mà đặt ra cho Hà Đô là khoảng quanh vùng HDC nhà Bà Rịa Vũng Tàu khoảng quanh vùng giá 24 đến vùng giá 25. Tuy nhiên sau khi chạm được đến về vùng bao nhiêu? Về vùng giá 22.8. 22.8 thì cổ phiếu đã có những cái dấu hiệu chỉnh, và Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta chốt ở quanh khoảng vùng 22 để chúng ta cover lại hàng ở những cái vùng giá thấp hơn. Trong xu thế hiện tại thì sau khi mà chạm về vùng hỗ trợ đây là khoảng vùng 19 thì HDC đang có những phiên bứt phá đi lên. Tuy nhiên dòng tiền hiện tại thì nó chưa thực sự mạnh, và khả năng cao thì cái xu thế lình xình ở quanh vùng giá 20.5 vẫn là tiếp diễn. Các cái điểm mua hiện tại của cổ phiếu này thì Hùng chưa khuyến nghị bởi vì là trạng thái cổ phiếu vẫn đang có những cái tín hiệu lình xình đi ngang, nên là tạm thời chúng ta sẽ dừng lại. DPG đối với DPG thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị rồi ở trên Zoom. Chúng ta sẽ canh ở quanh vùng giá 41 cộng trừ để chúng ta bắt lại cổ phiếu này, tại vì khi về đến vùng giá 41 thì Hùng đang nhìn thấy có những cái tín hiệu về việc là cổ phiếu này đã rơi cạn vol và cũng là một chạm vùng hỗ trợ và chạm kênh xu thế. Thì đối với Đạt Phương, những anh chị nào mà theo dõi những bản tin của Hùng Lê thì Hùng Lê đã liên tục phân tích một cái target ở vùng ở đây là từ vùng bao nhiêu ạ? Từ vùng 45.5 và chạm vùng 55, và sau đó từ vùng 55 thì Hùng khuyến nghị các anh chị chúng ta sẽ bán và chúng ta sẽ cover hàng ở những cái vùng giá thấp hơn, và khi rơi về ở những vùng hỗ trợ như này thì chúng ta lại tiếp tục để chúng ta cover lại một hàng mới đối với Đạt Phương. Hiện tại Đạt Phương đang có những dấu hiệu, có những cái xu thế đảo chiều, dòng tiền khá là xu thế dòng tiền thì đang tốt lên. Thanh khoản của Đạt Phương thì đang ở mức khá là thấp và chúng ta sẽ cần có những phiên xác nhận của Đạt Phương đánh lại về vùng giá 45.
Đạt Phương có những phiên đánh lại về vùng 45, vượt thoát vùng 45, thì như thế là cái xu thế hồi của Đạt Phương ở đây được xác lập, và Đạt Phương sẽ có thể hồi từ vùng 41 và lại đánh quay trở lại đỉnh cũ, tức là quanh vùng 54 đến khoảng vùng giá 55. Ok. VCS. Đối với VCS thì nếu mà xét về kênh xu thế, tức là trong tuần thì đã có những cái phiên VCS đánh rũ lại về chạm vùng ở đây là chạm vùng 80, và từ vùng 80 thì đang có những cái nhịp hồi phục, thì trong một cái nhịp hồi phục ngắn hạn như thế này thì chúng ta sẽ có một cái điểm ở đây khoảng quanh vùng 92. Khả năng là quanh vùng 92 thì cổ phiếu này lại có những cái vùng kháng cự tại đây, và cái nhịp hồi này thì nhịp hồi từ vùng 80 về vùng 92. Điểm mua của VCS hiện tại Hùng không có khuyến nghị. Còn những anh chị nào đang nắm giữ mã VCS thì chúng ta cũng có thể tiếp tục nắm giữ, bởi vì là những cái tín hiệu lực hồi của VCS hiện tại đang khá là tốt. Một số các tín hiệu kỹ thuật khác thì đang cho thấy là cái xu thế của VCS đang bẻ từ xu thế giảm mà sang xu thế tăng. KBC là một mã cổ phiếu mà Hùng Lê vẫn liên tục phân tích và định hướng cho các anh chị trong cái quá trình chúng ta đầu tư. Đối với KBC thì cái vùng hỗ trợ ở đây, vùng hỗ trợ khá là dài. Đối với vùng giá 15.5 thì hiện tại là cổ phiếu này đang đi ngang ở quanh vùng này. Cái đặc điểm của KBC trong cái quá trình đi thì nó đi khá là rích rắc. Nếu như chúng ta nhìn ở trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rồi. Đó, chúng ta cũng có thể nhìn thấy rồi là cổ phiếu này đi khá là rích rắc. Thì trong một cái xu thế ngắn hạn, thì có thể cổ phiếu này sẽ chỉnh chạm lại về khoảng vùng 15. Chỉnh chạm lại về vùng 15 và từ vùng 15 lại tiếp tục đánh đi lên. Thì đấy thì là cái kênh xu thế của cổ phiếu KBC là như vậy. Nếu mà chúng ta đánh lướt lát thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu, nhưng mà chúng ta đánh ở trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta sẽ chủ động hơn. ITA thì chúng ta thấy rằng đó, sau những cái phiên tạo gáp rất là mạnh thì ITA đã có những phiên gần như lấp lại hết toàn bộ, và sau đó thì hiện tại cũng đang quan tâm đến ITA ở vùng giá 3 đến vùng giá 3.1. Có thể là những phiên lấp gáp của ITA thì đã kết thúc, và các anh chị, nếu những anh chị nào đang quan tâm đến mã cổ phiếu ITA, chúng ta có thể canh ở quanh vùng 3.12. Quanh vùng 3.12 để chúng ta mở mua vị thế. Có thể là từ cái vị thế này thì cổ phiếu ITA sẽ bắt đầu tung tác đi lên, và sẽ đi lại về vùng đỉnh cũ ở đây, vùng 3.6 đối với mã cổ phiếu ITA. Nhà Đà Nẵng NDN. Đối với NDN thì NDN đã có sau cái kịch bản mà đánh về vùng 20 bị thất bại, tức là không vượt thoát được vùng 19, thì nhà Đà Nẵng đã có một cái điểm giảm vào đây. Điểm giảm mục tiêu của Hùng Lê là quanh vùng 16. Điểm giảm mục tiêu của Hùng Lê là quanh vùng 16 của nhà Đà Nẵng, thì hiện tại là nhà Đà Nẵng gần chạm về vùng 16. Thì sau đó thì những cái điểm mục tiêu này thì cổ phiếu nhà Đà Nẵng đang có những phiên hồi túc tác hồi. Thì đối với những anh chị mà chúng ta quan tâm đến mã cổ phiếu này, xem nào. Khả năng là sẽ có một cái lực hồi ở đây, nhưng mà cái lực hồi này thì nó chưa đủ mạnh, và có thể hồi chạm lại về vùng 18. Và từ vùng 18 này thì lại có những cái phiên lình trình, còn điểm mua thì chúng ta cũng sẽ chưa khuyến nghị ở đây. Nhà Từ Liêm thì NTL thì đã có một cái phiên rơi khá là mạnh và rơi lại về vùng hỗ trợ đây, khoảng vùng 21.5 đến vùng 22. Về cơ bản hiện tại thì đang quan sát thấy có những phiên mà cạn kiệt về thanh khoản và xung lực dòng tiền thì đang có những dấu hiệu tốt lên, và khả năng cổ phiếu này sẽ tích lũy ở đây, lình trình ở đây và tiếp tục một cái nhịp đánh ở đây. Thì những cái tài khoản nào mà chúng ta đang nắm giữ nhà Từ Liêm ở khoảng vùng giá 24 đến vùng giá 25,
khoảng vùng giá 24 đến vùng giá 25 ở cái vùng trườn ở bên này thì chúng ta có thể bắt đầu mở mua thêm đối với nhà Từ Liêm ở trong cái thời điểm hiện tại. Khả năng là cổ phiếu này sẽ rơi về vùng 22 và sẽ tiếp tục tích lũy tại đây. DG thì trong kịch bản phân tích gần nhất của Hùng là vùng giá mở mua là vùng giá 13.5, hình như là vùng 13.5 cộng trừ đúng không anh chị? Và sau đó thì Hùng đã phân tích một cái nhịp là DG có thể hồi phục về vùng giá 15, gần chạm 15 thì DG đã rơi. Và sau khi rơi thì Hùng tiếp tục dò tìm một cái điểm mục tiêu ở đây đâu đó ở quanh vùng giá bao nhiêu? 13.3. Khoảng vùng 13.3 thì cổ phiếu này đã rơi về chạm vùng hỗ trợ và sau đó thì đang có một cái nhịp phục hồi và hiện tại thì có một cái nhịp phục hồi ngắn. Nhịp phục hồi này thì khả năng cổ phiếu sẽ đánh chạm lại về vùng 14.5. Đánh chạm lại về vùng 14.5 và từ vùng 14.5 này thì sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Các cái điểm mở mua thì chúng ta đã bị chậm, chúng ta phải quan sát ở những cái điểm mà hỗ trợ để chúng ta có thể tham gia ở trong những cái nhịp này. Chúng ta mua sau thì chúng ta sẽ bị chậm tê và bất lợi về giá. Mã cổ phiếu LDG thì cũng đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta ở trên team rồi. Cái mã cổ phiếu LDG này thì chắc chắn là đã phân tích ở bản tin video tuần trước, tức là bản tin video của ngày 30 tháng 8 thì đã có rồi. Ở vùng giá 8.8 đến khoảng vùng giá 8.9, 8.8, 8.9 thì chúng ta đã tham gia vị thế mở mua đối mã cổ phiếu này và target gần thì gần như là vùng 10.5 thì cổ phiếu này đang gần đạt được đến cái target gần ở đây là vùng 10.5. 10.5. Sau khi đạt được target 10.5 thì xu thế hiện tại của cổ phiếu LDG nó khá là tốt. Khả năng là những yếu tố tạo lập sẽ tiếp tục đánh lên. Tuy nhiên là đánh lên thì khả năng là đánh lên luôn hay là không đánh lên luôn thì sẽ có một vài cái nhịp rũ ở đây. Sẽ có một cái vài nhịp rũ ở đây thì nó sẽ hợp lý hơn và sau đó thì khả năng sẽ đánh chạm lên đến khoảng vùng 12. Mã cổ phiếu LDG cũng là một cái mã cổ phiếu rất là đẹp, cũng là khuyến nghị để cho các anh chị đầu tư mở mua. DXG. Đối với DXG, các anh chị chúng ta có thể xem một cái xu thế tổng thể của DXG ở trên biểu đồ nến tuần như sau. DXG đã có những nhịp đánh lên vùng 27 và sau đó thì đã có những cái nhịp rũ khá là mạnh, giảm từ vùng 27 và chạm về vùng hỗ trợ mạnh. Vùng hỗ trợ mạnh của DXG ở đây là cái đường xanh xanh đây các anh chị, Hùng nó vẽ đây. Đó là quanh vùng 14.5. Vùng 14.5 thì sau đó DXG đã có một nhịp đánh rũ lên thì tại những cái thời điểm này thì cũng đã có những cái đề cập về mã cổ phiếu đất xanh cho các anh chị ở trên Zoom. Và sau đó thì những điểm đánh dẫn và sau đó cái phiên phiên ngày bao nhiêu phiên ngày 12 tháng 9 là một phiên mà có những tín hiệu xác nhận là đất xanh sẽ tiếp tục đánh lên. Về cơ bản hiện tại thì đất xanh là một trong những mã cổ phiếu về bất động sản mà chúng ta đáng lưu tâm và để chúng ta đầu tư ở trong giai đoạn hiện tại. Những anh chị nào mà chúng ta chưa có được vị thế của cổ phiếu đất xanh thì chúng ta canh những phiên giá đỏ. Những phiên giá đỏ là những phiên mà Hùng đánh giá rằng đất xanh có thể đánh trả lại vùng 16. Cơ bản là quanh vùng 16 ở đây. Quanh vùng 16 ở đây thì các anh chị 16 cộng trừ các anh chị nhé. 16 cộng trừ thì các anh chị có thể quan tâm lại mã cổ phiếu đất xanh ở quanh vùng này. Trên một cái xu thế ngắn hạn hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy cái lực hồi của đất xanh khá là tốt và khả năng cao trong nhịp đánh này thì ít nhất là đất xanh sẽ hồi lại về vùng 20. Đất xanh sẽ hồi lại về vùng 20 và đối với đất xanh Hùng lưu ý lại với các anh chị là đây là một cái mã cổ phiếu đáng để đầu tư. Trong team Hùng Lê thì các anh chị đã mua đất xanh ở những cái vùng rất là thấp, ở những vùng 14.2 đến vùng 14.5, đấy là những cái vị thế mua gom. Và sau đó thì những cái điểm test chỉnh lại, rũ lên test chỉnh lại về vùng hỗ trợ vùng 14.5 rất là đẹp đối với mã cổ phiếu đất xanh, lưu ý với các anh chị. Mã cổ phiếu LGL thì Hùng cũng vừa mới đề cập ở trên Zoom Zalo. LGL thì chúng ta nhìn ở trong một cái xu thế nó tổng thể hơn, nó một cái view tổng thể hơn, đó là LGL đã có một cái nhịp tăng khá là dài, đánh từ vùng giá 4 mà chạm về vùng 10, như vậy là cũng gần như là hơn 100% rồi.
Hơn 100% và trên một cái kênh xu thế dài thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là LGL đang có được cái dòng tiền khá là tốt, khá là ok. Hiện tại là LGL đang có những phiên muốn bứt phá vùng 11. Trong cái bản tin phân tích của Hùng ở trên Zalo thì Hùng đã có phân tích khá là chi tiết cặn kẽ cho các anh chị rồi. Và cái nền ở đây, đây LGL có một cái nền ở đây là nền 19.5. Đến nền 10, đấy là một cái nền tích lũy của LGL tại đây khá là đẹp. Những anh chị nào quan tâm đến mã cổ phiếu này, chúng ta sẽ canh ở những cái vùng này để chúng ta mở mua vị thế. Nếu như cổ phiếu không về lại được cái vùng vị thế thì chúng ta có thể mở mua ở trong phiên, có những phiên giá đỏ đó, có những phiên giá đỏ. Và hiện tại sau một phiên đẩy tăng mạnh như này thì L đã có hai phiên test rồi, và những phiên test đẹp nhất có thể sẽ là 10.5. Phiên test đẹp nhất sẽ là 10.5. Nếu như tạo lập và tiếp tục đánh cổ phiếu này, tiếp tục đánh lên thì 10.5 sẽ là một cái điểm nhấn của cổ phiếu này. Và đây cũng là một cổ phiếu đáng để đầu tư. Hùng Lê lưu tâm với các anh chị, những mã cổ phiếu nào đáng để đầu tư thì Hùng nhấn rất là mạnh. L14 L14 đã có một cái nhịp đánh từ vùng 30 lên vùng 80, và sau đó L14 đã có một cái nhịp gãy rất là mạnh. Và hiện tại Hùng đã khuyến nghị các anh chị trong team của Hùng Lê quan tâm lại L14 ở quanh quanh vùng hỗ trợ ở đây là quanh vùng 48.5 đến vùng 50. Tại vùng hỗ trợ này thì Hùng đã nhìn thấy rằng là cổ phiếu này đang có những cái tín hiệu khá là tốt ở đây. Chúng ta tuyệt đối là chúng ta lưu ý chúng ta không mua giá xanh. Không mua giá xanh bởi vì là tránh cái kịch bản các anh chị có thể nhìn thấy đây. Hai phiên hồi và sau đó thì cổ phiếu này sẽ tiếp tục rơi. Tức là một là chúng ta khi mà cổ phiếu rơi ở vùng nền thì bắt buộc chúng ta chỉ mua những cái vùng có vị thế. Trừ khi là cổ phiếu phát đi những cái tín hiệu hồi thực sự thì chúng ta mới đua giá xanh để chúng ta quyết liệt để chúng ta vào cổ phiếu. Còn với những tín hiệu hiện tại như thế này là cổ phiếu đang tạo nền. Và cổ phiếu đang tạo nền thì chúng ta đừng có vội vàng. Và chúng ta cứ bình tĩnh, sẽ có những cái vùng giá rất đẹp chúng ta. Ví dụ vùng giá 50 chẳng hạn. Đó. Sẽ có những cái vùng giá rất đẹp cho chúng ta. Đó, chúng ta cứ bình tĩnh thôi. Còn hiện tại là L14 đang có nhịp hồi và Hùng đã khuyến nghị là trong team của Hùng Lê nốt lại cái phần L14 để chúng ta tiếp tục phân tích. Khoáng sản thì có Hùng phân tích cái mã KSB, bởi vì KSB là một số anh chị của Hùng đang nắm giữ. Thì hiện tại KSB sau một cái nhịp đánh như này thì KSB lại rũ về nền và chúng ta lại phải kiên nhẫn đối với KSB thôi. Và trong một cái nhịp phân tích ở đây thì Hùng đang đề cập đến khả năng KSB sẽ đánh chạm vùng 26. KSB đánh chạm vùng 26, đánh chạm vùng 26 và những cái vị thế của KSB thì các anh chị đang nắm giữ thì chúng ta cũng có thể mua thêm ở cái vùng ở dưới này, bởi vì hiện tại là KSB đang có một cái lực hồi. Ví dụ chúng ta nắm giữ 1.000 mã cổ phiếu thì chúng ta có thể mua thêm khoảng tầm độ 500 mã cổ phiếu nữa ở vùng hồi dưới này. Và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp chém cá ở trên thớt, và khi cổ phiếu hồi và ví dụ như chưa đến T cộng chẳng hạn thì chúng ta sẽ bán đi 500 cổ phiếu sẵn có ở trong tài khoản của chúng ta. Thì tổng cái số lượng cổ phiếu chúng ta nắm giữ vẫn là 1.000, nhưng mà chúng ta đã đảo để được đi 500 mã cổ phiếu để chúng ta giảm cái giá vốn. Thì đấy là một cái phương pháp mà sử dụng cho các anh chị mà chúng ta đang bị kẹp lại. BMC BMC thì chúng ta nên quan sát ở trên biểu đồ nến tuần, bởi vì BMC là một cái mã cổ phiếu mà đánh rũ rất là mạnh. Thì đối với BMC hiện tại chúng ta sẽ quan sát BMC ở quanh đây, ở cái vùng ở đây, khả năng là cổ phiếu này mà sẽ chỉnh về vùng 16. Sau khi chỉnh về vùng 16 và có thể có một vài tích lũy đấy và từ vùng 16 lại bật lên. BMC thì một cổ phiếu đánh dài chứ đánh lướt thì chúng ta sẽ không đánh được, bởi vì là chúng ta sẽ rất là khó chịu. Ngân hàng và chứng khoán thì các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê, đó là ba cái mã cổ phiếu thế mạnh. Hùng sẽ list lại một tí nữa cho các anh chị, đấy là BID là một mã cổ phiếu sẽ list dòng ngân hàng, Hùng đã phân tích rồi, và target 40 thì sắp trở thành hiện thực, và Hùng Lê tiếp tục bẻ bản khả năng sẽ chạm về vùng 42 đến vùng 43. MBB đã khuyến nghị trên team ở quanh vùng giá 23 cộng trừ, và MBB thì Hùng đang kỳ vọng rằng MBB cũng sẽ là một mã cổ phiếu đánh sóng dài, càng giảm giá cái vùng nền 22.5 ở đây đến vùng 23 sẽ là những cái điểm tỉ bật để giúp xác nhận cái xu thế đi dài của cổ phiếu.
Thêm một cổ phiếu nữa là cổ phiếu Techcombank. Techcombank Hùng đã đề cập ở trên Zoom trong buổi ngày hôm qua thôi. Đấy là trong cái buổi ngày hôm qua là Hùng đã khuyến nghị là chúng ta nốt lại, đưa Techcombank vào vị thế chiến đấu. Đây, Techcombank nốt vào danh mục quan tâm đặc biệt. Hùng đang nhìn thấy có những tín hiệu đảo chiều, đảo pha xu thế của cổ phiếu này. Thì đối với Techcombank chúng ta nhìn từ lúc một cái vị thế từ lúc cổ phiếu này lên sàn đến tại thời điểm hiện tại, Techcombank đã có một cái nền tích lũy dài ở đây, đó là quanh nền 20 đến nền 20 và đến nền 21. Và sau đó thì Techcombank đã có những cái nhịp đánh dẫn liên tục rung rũ, và hiện tại thì trong buổi tối ngày hôm qua tức là kết phiên của ngày 12 tháng 9 thì Hùng đã nhìn thấy những cái dấu hiệu tiềm ẩn của cổ phiếu này đang có những cái nhịp đánh, và vùng giá 22 là vùng giá mà Hùng đã khuyến nghị các anh chị của chúng ta tham gia, và vùng giá 22 ngày hôm nay đã có những cái điểm bứt khá là đẹp. Thì với những anh chị nào mà chúng ta chưa có vị thế của mã cổ phiếu này thì các anh chị canh giúp Hùng ở quanh vùng giá 22.2 để chúng ta mở mua những cái vị thế ở trong tuần tới. Và lực hồi của Techcombank khá là tốt, và Techcombank Hùng đánh giá TCB đúng không? Sẽ cũng là một cái cổ phiếu mà sẽ nằm trong cái bộ mã cổ phiếu ngành ngân hàng mà chúng ta đáng quan tâm tại thời điểm hiện tại. Thép Hòa Phát thì Hùng đã phân tích rồi đúng không ạ? Hàng không thì có VDC, NVDC thì đã khuyến nghị các anh chị rồi, một mã cổ phiếu trụ khá là đẹp và liên tục phân tích. NCT thì mã cổ phiếu này thì đánh khá là chậm chạp, khá là dài. Đó thì chúng ta nếu mà chúng ta xem ở trên biểu đồ đến tuần thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó đỡ bị rích rắc, tức là chúng ta sẽ tìm thấy những cái điểm giá có thể mua ở cổ phiếu này, đó là khoảng vùng 72. Đó. Còn nếu mà chúng ta nhìn ở trên biểu đồ đến ngày thì chúng ta cũng nhìn thấy đúng là như thế nào, hơn cả ma trận thì đối với NTC là như vậy. HVN thì đối với HVN HVN các anh chị lưu tâm trong những cái bản tin phân tích gần đây của Hùng Lê thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta bán HVN ở vùng giá 41.5 khi bị gãy, và sau đó về vùng 38 tiếp tục bị gãy, sau đó tiếp tục về một cái vùng ở đây là vùng 35 tiếp tục bị gãy, và từ vùng 35 này thì Hùng đã có đề cập đến việc là có khả năng cổ phiếu này sẽ gãy về vùng 30. Hiện tại HVN có hai phiên hồi, nhưng hai phiên hồi này cũng đánh giá không thực sự là tích cực. Những anh chị mà đu theo những phiên hồi này thì chắc chắn là cái rủi ro nó sẽ khá là lớn. Khả năng nếu cao điểm thì nó sẽ hồi được lại về vùng 35 và sẽ tiếp tục tích lũy lại ở vùng 30. Hội tụ ở vùng 30 mới là cái vùng mà cổ phiếu này tích lũy tại đây và có những cái nhịp đánh lại và có những cái pha bẻ gãy lại xu thế. Thì đối với HVN các anh chị lưu tâm giúp Hùng lên. Họ nhà Viettel thì chúng ta sẽ quan tâm lại đối với mã cổ phiếu VGI. Hùng đã có khuyến nghị trên Zoom. VGI thì các anh chị tuyệt đối, Hùng đã khuyến nghị rồi, chúng ta không mua đuổi lá xanh, và khả năng thì cổ phiếu này sẽ có những cái điểm test lại, những cái điểm test ở quanh vùng giá 30. Đó, những cái vùng hỗ trợ đây, tức là sau một cái phiên tăng dài như thế thì cổ phiếu này chưa chạy được đâu. Các anh chị của chúng ta cứ bình tĩnh. Đấy là cái cách mà Hùng luôn phân tích, và Hùng luôn đề cập đến cho những cái anh chị nhà đầu tư của chúng ta ở trên Zoom, Zalo. Thì hiện tại là sau một phiên test mạnh, lên mạnh như này thì cổ phiếu này sẽ có xu thế test lại ở vùng 30. Và từ vùng 30 này có hồi lên được hay không thì đấy mới là một câu chuyện mà chúng ta sẽ tiếp tục, khả năng là sang tuần tới thì Hùng sẽ tiếp tục cập nhật mã cổ phiếu này ở trên team. Và cái cách mà Hùng Lê đã hướng dẫn các anh chị đấy là phương pháp chém cá trên thớt, thì một số các anh chị đã sử dụng phương pháp này, tức là các anh chị đang có sẵn VGI và các anh chị bắt đáy, và sau đó thì ví dụ bắt ở vùng 32, Hùng nhớ là Hùng có xem lệnh thì có một số anh chị bắt ở vùng 32 bán ở vùng 33, bắt ở vùng 32 thì bán ở vùng 32.6, đấy đại loại như vậy. Thì đấy cũng là một cách để chúng ta đảo hàng, như đấy là một cái phương pháp rất là hay. Hùng Lê được một anh đã dạy cho Hùng Lê. CTR thì về cơ bản CTR thì khả năng là vẫn những cái nhịp hồi này thì nó sẽ rơi lại các anh chị, và Hùng vẫn đang ngắm ở một cái tọa độ khoảng vùng giá 30 thì nó hợp lý với mã cổ phiếu CTR. Duy nhất mã cổ phiếu VTK thì đã có những cái nhịp chỉnh rồi, thì Hùng cũng đã có khuyến nghị đề cập VTK ở quanh vùng giá 32.
32 cộng trừ thì khả năng là quanh vùng giá 32 này, các anh chị của chúng ta cũng có thể quan tâm VTK ở quanh vùng giá 32. Ok. Khá là ổn, khá là ổn, khá là tốt ở quanh vùng giá 32. Dòng tiền thì hiện tại cũng chưa chưa thực sự là mạnh, nhưng mà với mã cổ phiếu này thì xấp xỉ ở cái vùng hỗ trợ này khả năng lại có những cái phiên đánh dẫn lên, và chúng ta cũng đánh lướt T cộng thôi các anh chị nhé. Ví dụ mã cổ phiếu MBB, mã cổ phiếu Techcombank, ví dụ mã cổ phiếu BIP thì Hùng luôn khuyến nghị các anh chị là chúng ta đánh những sóng dài, thì đấy là những mã cổ phiếu chiến lược, những mã cổ phiếu mà nhấn mạnh như vậy, đó là những mã cổ phiếu chiến lược. Còn những cái mã cổ phiếu mà mang tính chất hồi thì chúng ta sẽ KDC. KDC thì Hùng đã có đề cập ở trên Zoom. KDC trong KDC hiện tại là KDC đã có những phiên lấp gáp chạm vùng 19.5, và chúng ta cũng có thể xem xét mở mua KDC tại vùng này. Thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy là KDC là một cái bài học khá là đáng lòng. Tất nhiên là có thể là cổ phiếu sẽ hồi lại lên vùng trên này, nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây. Tức là khi có những cái tín hiệu lên này thì rất nhiều những anh chị có hỏi Hùng là có mua không, thì Hùng có bảo là những cái phiên tạo gáp như này nó sẽ rất là nguy hiểm, và cổ phiếu này sẽ có những phiên lấp gáp, và đây mới chính là những cái thời điểm mà chúng ta nên mua. Đó, thời điểm này chúng ta mới là thời điểm nên mua. Cổ phiếu đã lấp gáp xong và cổ phiếu này sẽ cần thời gian để hấp thụ lại hết toàn bộ những cái lượng hàng ở đây trong ngắn hạn đây, và chúng ta sẽ chờ những yếu tố tạo lập đánh lên, thì đây là cái thời điểm mà chúng ta sẽ có thể nên mua cổ phiếu này ở cái thời điểm hiện tại này, thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ ok hơn. KDF cũng là một cái mã cổ phiếu cùng họ với KDC, thì sau một cái nhịp đánh dẫn lên chạm khoảng vùng giá 37 thì KDF đang có những phiên rũ, và những cái phiên rũ ở đây thì cũng đang có đề cập đến khoảng quanh vùng giá 30. Từ vùng giá 30 này thì cổ phiếu này có thể sẽ phục hồi lại, sẽ phục hồi lại. Tuy nhiên là mã cổ phiếu KDF thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ xem ở trên biểu đồ đến tuần thì nó sẽ dễ hơn, còn xem trên biểu đồ đến ngày thì chúng ta sẽ khá là bị nhiễu đối với mã cổ phiếu này. Dệt may thì TNG thì cũng có nhìn thấy ở quanh cái vùng giá 18 quanh vùng giá 18 cái chạm vào đây thì bật lên, thì chúng ta cũng có thể xem xét ở quanh vùng giá 18. Tuy nhiên hiện tại thì cái chen sóng của TNG thì nó cũng khá là rích rắc, cũng chưa có những cái tín hiệu tạo nền tốt và chưa có sức bật tốt. Chúng ta chỉ có thể đánh mua ở vùng giá vị thế, và khi cổ phiếu hồi, có những cái tín hiệu hồi thì chúng ta lại bán ra. Một mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã đề cập ở trên Zoom đó là mã cổ phiếu Dược Hà Tây. Dược Hà Tây cũng đề cập trong ngày hôm qua, lúc đó là khoảng 10:30, thì cũng có những phân tích sơ bộ của những cái việc là cổ phiếu này đang có những xu thế phá kênh ở vùng giá 42.5, và chúng ta có thể mở mua ở vị thế quanh vùng 40.5 cộng trừ. Tuy nhiên là rõ ràng một điều là cổ phiếu này thì nó đã không về đến vùng 40.5, và một cái đặc điểm là cái cổ phiếu này rất là hay, tức là sau một tuần đánh mạnh thì cổ phiếu đã có những cái phiên test chỉnh lại và sau đó thì lại tiếp tục kéo lên, tức là tiếp tục đánh lên. Phiên ngày hôm nay suýt trần, có trần và sau đó thì không giữ được, thì nó cũng khá giống với kịch bản của phiên ngày hôm qua. Thì đây các anh chị có thể nhìn thấy đây là một cái mô hình cánh cờ. Đó, đây một mô hình cánh cờ, đó, cái cờ ở đây này. Thì đây là cờ này gọi là cờ phất, tức là sau khi mà bị rú xuống và phất lên thì như thế thì sẽ khá là tốt, khá là ok. Hùng đang kỳ vọng là mua ở cổ phiếu này ở những cái điểm nó thấp hơn, nhưng mà khả năng là cũng không thấp hơn được. Thì cổ phiếu này thì tùy các anh chị nhé, các anh chị có thể tùy với sức của mình, tức là tùy sức của mình thì có thể mở những cái vị thế quanh ở đâu đó khoảng vùng 43 đi, mà vùng 43 mà không có giá thì chúng ta cũng phải mua ở những cái vị thế cao hơn, và để chúng ta lợi về T cộng. Thì chúng ta lợi về T cộng, và khả năng thì cổ phiếu này sẽ có những phiên đánh rũ, chắc chắn là đánh rũ xong thì có lại cái kiểu mô hình đánh của cổ phiếu này, ví dụ rũ này hạn đó, và sau đó thì lại đánh phất lên. Tức là mỗi một cái mã cổ phiếu thì nó sẽ có những cái đường đi nước bước, nó giống như tính cách của con người. Có những mã cổ phiếu nó đi hùng hổ, có những mã cổ phiếu nó đi chậm mà chắc, có những mã cổ phiếu thì vừa đi vừa rũ. Đó, thì chúng ta sẽ phải cần nắm những cái đường đi nước bước của cổ phiếu như vậy để chúng ta có được những cái phân tích định lượng nó tốt hơn.
Về khu công nghiệp thì với khu công nghiệp thì Hùng cũng đã có khuyến nghị ở trên Zoom là chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mở quan tâm lại đối với mã cổ phiếu khu công nghiệp. Tuy nhiên là quan tâm trở lại, nhưng chúng ta tuyệt đối là chúng ta không nên đua lệnh theo những cái theo 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 những cái phiên giá xanh, mà chúng ta có những cái điểm hỗ trợ, và từ những cái điểm hỗ trợ đó thì chúng ta có thể tham gia mở mua lại. Thì đối với D2D thì đang có một cái lực hồi ở đây, tuy nhiên là lực hồi này thì chúng ta cũng phải cần thời gian, tức là sau khi cổ phiếu đã đi rất là dài như thế này, giảm dài như thế này thì chúng ta cần thời gian, và cái nền tích lũy ở đây là nền giá 70 đến 72 thì khả năng thì cổ phiếu này sẽ tích lũy ở quanh vùng này để có được cái thời gian để hấp thụ hết cái lượng hàng. Cổ phiếu NTC thì khả năng là đẹp hơn rồi. NTC thì về nhìn cơ bản, nếu mà chúng ta phân tích ở trên biểu đồ nến tuần thì NTC đã tạo thành một cây nến tuần ở đây rất là đẹp. Khi mà có một cây nến tuần rút chân lên rất là đẹp, và hiện tại thì NTC đang về chạm về vùng hỗ trợ, đây là vùng giá 150, vùng hỗ trợ dài đấy, vùng 150, và trong một cái nhịp ngắn như thế này thì có thể hồi từ vùng 150 và ở đây lại quay lại vùng 180 các anh chị, thì đây là một cái nhịp hồi ngắn của cổ phiếu. Những cái điểm mua thì Hùng không khuyến nghị, với có thể là nó không còn, bởi vì khi mà chúng ta bị chậm những cái điểm mua như thế thì nó sẽ bị bất lợi về giá. Chúng ta phân tích thêm mã cổ phiếu IDV. IDV thì chúng ta cũng phải xem trên biểu đồ nến tuần, hiện tại trên biểu đồ nến tuần thì sau những cái tuần tăng mạnh thì cổ phiếu này lại đang có những cái nhịp rũ, và đối với mã cổ phiếu này thì chúng ta nắm giữ theo một cái phương án là cổ tức và thấp thấp chạm những cái vùng hỗ trợ dưới thì chúng ta lại mua thôi. Đó, và chúng ta sẽ chọn phương án nắm giữ lâu dài đối với mã cổ phiếu IDV, cũng là một mã cổ phiếu hàng đầu về khu nghiệp khá là tốt. SZL. Đối với SZL hiện tại là đã chạm kênh xu thế ở đây và chạm vùng hỗ trợ vùng 45, có thể chạm vùng 45 đến vùng 48 thì khả năng cổ phiếu này sẽ tích lũy lình xình ở quanh đây, ở quanh vùng 45 đến khoảng vùng 48 trước khi mà hấp thụ hết toàn bộ những cái lượng hàng ở đây 45 đến khoảng vùng 48. Đó, cổ phiếu này sẽ lình xình ở đây và hấp thụ hết toàn bộ những cái lượng hàng ở trên này và sẽ hình thành một cái nền tích lũy ở đây. Khả năng thì theo quan điểm của lên thì như vậy. Thì tại vùng này thì chúng ta sẽ quan sát, và những anh chị nào mà chúng ta yêu thích mã ngành công nghiệp thì chúng ta cũng có thể mở mua lại từ đây. Những anh chị nào mà bị kẹp cổ phiếu SZL thì chúng ta cũng có thể dùng một cái phương pháp chém cá trên thớt như Hùng Lê đã giới thiệu, thì chúng ta sẽ canh ở vùng này để chúng ta có những phiên để chúng ta đảo hàng. BCM thì chúng ta cũng xem ở đây trên biểu đồ nến tuần thì nó hợp lý hơn. BCM thì sau những tuần tăng mạnh của BCM thì thường nó sẽ có những cái tuần rũ, và đối với BCM thì cũng đang có đề cập đến cái vùng hỗ trợ đây là khoảng vùng giá 30, tức là nếu những anh chị nào mà chúng ta đang cầm nắm giữ những cái mã 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 cổ phiếu này thì chúng ta cũng có thể là ở vùng giá 30 chúng ta sẽ có những cái vị thế chúng ta mở mua thêm. Và tinh thần là với những cái mã cổ phiếu này thì chúng ta cũng phải đánh theo những cái trend sóng dài thôi, và kịch bản xấu hơn của B B B B CM là BCM có thể chạm về vùng hỗ trợ sâu hơn ở đây, đấy là khoảng vùng giá 27, anh chị lưu ý giúp Hùng, tức là ở cái vùng 30 mà nó không giữ được thì khả năng sẽ có những phiên đánh chạm về vùng 27, và vùng 27 cũng là cái vùng hỗ trợ cuối cùng của mã cổ phiếu BCM, mã cổ phiếu BCM. Ok, các trụ blue chip MWG, PNG đã phân tích rồi, công nghệ thì FPT Hùng đã phân tích rồi. Chúng ta cùng điểm qua ba cái mã cổ phiếu công nghệ khác, đó là mã cổ phiếu CMG. CMG thì Hùng cũng đã có những cái phân tích đánh giá, thì khả năng là ở vùng giá bao nhiêu 37 thì chúng ta có thể tham gia trở lại đối với mã cổ phiếu CMG, thì có thể chỉnh sâu hơn thì cổ phiếu này có thể chạm vùng 35, nhưng mà ở vùng 37 thì Hùng đang nhìn thấy có những cái tín hiệu khá là tích cực, thì đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta có thể tham gia trở lại đối với mã cổ phiếu CMG rồi. CMX thì cũng có đề cập đến vùng giá 30, nhưng mà ngày hôm nay thì CMX đã gãy vùng 30 như thế thì CMX có xu thế chạm kênh thì sẽ chạm đây, chạm kênh và chạm về cái vùng hỗ trợ trước ở đây khoảng vùng 27. Khả năng là CMX sẽ có những cái xu thế đây chạm về vùng 27.
Xong đó từ vùng 27 thì cổ phiếu này sẽ có những phiên vượt thoát đánh lên, khả năng là như vậy, cơ bản là như vậy đối với CMX. Mã cổ phiếu về cao su thì mã cổ phiếu đẹp nhất đấy là DRC. DRC Hùng đã phân tích một cái nhịp đánh ở gần trước đây, đó là từ khoảng nền 20 và sau đó target gần chạm vùng 22 đúng không ạ? Và sau khi chạm vùng 22 thì Hùng đã 23 thì nó khuyến nghị các anh chị chúng ta bán, và sau vùng 23 thì cổ phiếu này tiếp tục rơi về. Hùng đã có đề cập đến vùng hỗ trợ 21.5, từ vùng 21.5 này thì trong ngày hôm qua thì Hùng đã có những cái đánh giá khá là tích cực của mã cổ phiếu DRC ở trên cao su sao vàng, SCR và DRC. Đây, DRC vùng 21 cộng trừ chấm 5 thì là đấy là cái vùng hỗ trợ Hùng đã đề cập rồi, và đã có những cái phiên đánh lên, và hiện tại thì DRC đã đánh chạm lại về vùng 23, tức là chạm về kênh. Thì khi chạm về kênh này thì nó sẽ có hai cái kịch bản nó sẽ xảy ra, tức là kịch bản thứ nhất là kịch bản mà chốt lời rầm rộ, nhưng mà khả năng ở trong nhịp này thì tạo lập sẽ đánh lình xình ở đây một hai phiên, và trong nhịp này thì cũng đang kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ bị bứt kênh, DRC sẽ bứt kênh và sẽ về được ở những cái vùng target nó cao hơn, ở khoảng vùng 24 đến vùng 25 đối với mã cổ phiếu DRC. Chúng ta cùng quan sát, nếu như nó không vượt thoát được vùng 23 và có những phiên gãy lại thì chúng ta sẽ cần thời gian, và có những phiên mà dòng tiền tập trung trở lại khoảng trên 1 triệu cổ phiếu và giá bứt qua vùng 23 thì như thế là sẽ xác định xu thế đi tiếp theo của mã cổ phiếu này. SRC, hiện tại SRC thì trong một nhịp phục phân tích ở đây là vùng từ vùng 19.5 đến vùng 20. Và hiện tại thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta quan tâm lại đối với SRC ở quanh vùng giá 22, và chúng ta sẽ chờ những nhịp đánh chạm lại về vùng 26.5. SRC cũng là một cái mã cổ phiếu về cao su Hùng cũng đang đánh giá khá là ok. GVR thì GVR hiện tại là đã rơi chạm kênh, Hùng đã khuyến nghị các anh chị của trong team là mở mua lại vùng 13.5. Các vị thế ở vùng 13.5, và lực hồi rất có thể sẽ bắt đầu từ vùng 13.5 này, đánh hồi lên thì có thể hồi lại về vùng 16, có thể hồi hồi lại về vùng 16 từ vùng 13.5, các anh chị lưu ý. Và một mã cổ phiếu Hùng đã khuyến nghị các anh chị trên room đó là quan tâm lại đối với mã cổ phiếu SBT. SBT mía đường quan tâm trở lại ở vùng giá 17 cộng trừ, tín hiệu kỹ thuật hiện tại khá là tốt và hiện đang có thể chạm về vùng target 19.5 đến vùng 20. Đó thì trong phiên ngày hôm nay, nếu như các anh chị mà xem những bản tin được ở trong Zoom của Hùng Lê đúng không ạ? Chúng ta sẽ cập nhật những cái mã cổ phiếu nó tốt như vậy, thì trong buổi ngày hôm nay thì chúng ta hoàn toàn có thể mở mua SBT được rồi. SBT ngày hôm nay có vùng giá khá là đẹp, thấp nhất là khoảng đâu đó vùng 17 chấm mấy các anh chị. SBT trong cái list đây để Hùng xem lại. SBT đây, Hùng là nốt lại đây, có giá thấp nhất là 17.05 đó, thì quanh vùng đó khuyến nghị các anh chị là quanh vùng 17 cộng trừ chúng ta có thể tham gia. SBT hiện tại thì đang khá là tốt, và những cái tín hiệu dòng tiền sau những tín hiệu đánh mạnh tích lũy và sau đó thì có những phiên đánh lên như thế này thì những điểm mua sau các anh chị nhé, các điểm mua sau thì các anh chị sẽ bị bất lợi về T, chậm về T cộng và bất lợi về giá, thì có thể là các anh chị mua thì các anh chị sẽ bị chậm hơn một tí, nhưng mà xu thế hiện tại cũng đang đánh giá là target gần có thể chạm vùng 19 đến vùng 20. Xu thế của FPT đang khá là tốt. Ở một số các mã cổ phiếu đầu cơ trong ngày hôm nay, TGG cũng đã có đề cập ở trên Zoom, thì đối với mã cổ phiếu TGG thì cũng đã khuyến nghị rồi. TGG đánh rất là dị nhân nên là chúng ta tuyệt đối không đua theo giá đỏ, và ngày hôm nay thì cũng có bắt giá sàn 2.77. Bắt giá sàn của cổ phiếu này và sau đó thì cổ phiếu này đã hồi lên vùng 2.9. Thì cái cách đánh của cổ phiếu này thì nó cũng khá là dị, và chúng ta cũng không tuyệt đối là chúng ta không tham gia ở vùng giá xanh.
Và với những anh chị nào tín đồ đầu cơ, Hùng tiếp tục khuyến nghị các anh chị ở vùng giá 2.77 đối với mã cổ phiếu TGG. TLD trong buổi sáng ngày hôm nay, TLD. Khi đó thì Hùng có đề cập đến TLD khoảng lúc đó là TLD ở quanh vùng giá 9.3. TLD. Sáng nay là có hai mã đầu cơ anh chị nhé. TLD thì đây, khi Hùng khuyến nghị thì TLD đang giao dịch ở quanh vùng giá 63, cho những tín đồ thích lướt lát cưỡi sóng thần thì kết phiên, và sau đó thì khi đó thì TLD chưa trần, nhưng mà khi đó thì Hùng đã tiếp tục đánh giá cái kịch bản của TLD là kịch bản cao của TLD là hôm nay đánh trần và sau đó rũ hàng lại chạy tiếp thì kết phiên. Kết phiên thì TLD đã đánh đánh trần và thậm chí là trần cứng như thế này thì rất là tốt. Nhìn trên biểu đồ kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng là TLD có một phiên giao dịch khá là xuất sắc khi mà đóng cửa ở giá cao nhất với lượng cầu khá là lớn. Tuy nhiên với một cái lượng cầu khá là lớn như này thì những anh chị nào mà chúng ta đang nhìn ngắm đối với mã cổ phiếu này thì chúng ta cũng chỉ quan tâm đâu đó ở quanh vùng giá 6.3 thôi. Chúng ta tuyệt đối chúng ta không đu theo, và khả năng là kịch bản có thể là với một cái lực đánh mạnh như này thì có thể TLD sẽ đánh lên thế này và sau đó sẽ rũ lại ở đâu đó và tiếp tục đánh hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục bám sát mã cổ phiếu này để chúng ta phân tích hàng tuần. Một cái mã cổ phiếu nữa TCH, tại sao Hùng cũng xếp cái ông TCH này vào mã cổ phiếu đầu cơ, bởi vì chúng ta cũng có thể thấy rằng TCH đánh đánh rất là khó chịu, nhưng mà TCH lại khi mà cổ phiếu này đánh thì cũng đánh rất là mạnh đó, những cái nhịp tăng giá của TCH khá là tốt. Nhìn trên biểu đồ những ngày thì chúng ta thấy rằng TCH có một cái nền tích lũy đi ngang cũng khá là tốt tại đây rồi, và hiện tại thì Hùng cũng đang nhìn thấy những cái yếu tố tạo lập có thể đánh cổ phiếu này, thì Hùng Lê khuyến nghị ở trên team là quanh vùng 22.5 đến vùng 23. Ở đây sẽ là vùng chúng ta mở mua vị thế đối với mã cổ phiếu này, tuyệt đối không đua theo giá xanh, bởi vì TCH đánh rất là dị và đúng là như vậy, sau khi mà hai phiên phiên này phiên tăng và hai phiên sau đó thì rũ sạch sẽ luôn, và như vậy nếu mà chúng ta đu theo giá xanh thì như vậy là chúng ta đã chịu một cái mức thiệt hại đầu tiên, nó khá là đau. HSL, biết tại sao Hùng lại phân tích mã cổ phiếu HSL nhỉ? HSL thì như thế này, HSL thì cũng là một cái mã cổ phiếu nó mang tính chất đầu cơ. Sau một cái nền đi ngang khá là dài ở đây, vùng giá 9 thì ngày hôm nay đánh khá là mạnh, cũng kịch trần. Với một lượng vốn khá là lớn thì với một cái cách đánh như này thì chúng ta cũng không nên đuổi theo, và chúng ta canh ở khoảng 9 vùng chấm 9.3. Đó, cổ phiếu này cũng khoảng quanh quanh vùng 9.3. Thì những anh chị nào mà chưa có vị thế và yêu thích tín đồ đầu cơ thì chúng ta cũng có thể canh ở quanh vùng 9.3. Một số cái mã cổ phiếu mới lên sàn HTM. HTM thì cũng có một nhịp phân tích về vùng 10, 17, 18 anh chị ạ. Và sau đó thì cổ phiếu này đánh lên vùng 22 thì đấy là ngoài cái sức tưởng tượng của ông Lê. Và sau đó những cái nhịp rũ này thì Hùng đã tìm về một cái điểm hỗ trợ 16, thì một số các anh chị ở trong team Hùng Lê cũng đã bắt ở vùng 16, quanh quanh vùng 16, và hiện tại thì đang có một cái nhịp hồi lên. Tuy nhiên nhịp hồi lên này thì các anh chị lưu tâm giúp Hùng Lê là khả năng chỉ có hồi được về đâu đó khoảng 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 đây thôi, các anh chị lưu ý là nếu mà có hồi được khoảng quanh quanh vùng 19 thôi, và sau đó thì nó sẽ có một cái sóng giảm nữa, chưa thể hết được, và sóng giảm nữa thì nó đánh tột tạt đâu khoảng về vùng 11.8 đến khoảng vùng 12 đi, cho 12 cho nó ấy. Đấy. Sẽ đánh khoảng về vùng 12, và về vùng 12 này thì tích lũy trở lại thì đấy mới là thời điểm mà chúng ta tham gia. Ok. HAH à? HAH đi nào nhỉ? HAH. HAH hiện tại không không đẹp, vẫn lình xình đi ngang, và như thế thì chúng ta cũng tạm thời chúng ta một cái mã cổ phiếu PC1, PC1 Hùng cũng đã có phân tích cho các anh chị ở trên Zoom khá là chi tiết ở những cái nền kháng cự và vùng quan sát 19.5. Thì đối với PC1, các anh chị cũng có thể view ở đây.
Chúng ta nhìn thấy là PC1 đã có cái mã cổ phiếu PC1 này Hùng đã phân tích rồi, và các anh chị xem lại những bản tin trước ở vùng nền 17.5 đến nền 18 ở trong cái nhịp rũ này. Từ nền 17.5 đến nền 18 và PC1 đã có những cái tín hiệu bứt nền. Đấy là những cái phiên ở đây là những cái phiên bứt nền và break khỏi cái đỉnh ngắn hạn ở đây, thì đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu khá là tốt, khá là ok. Hiện tại thì PC1 đã có những phiên đánh chạm vùng 21 và chúng ta bình tĩnh, bởi vì PC1 chạm vùng 21 là chạm đến những cái vùng target mà nó tương đối là dài rồi. Thì một cái kịch bản mà đẹp nhất của thị trường đó là cổ phiếu này sẽ test chỉnh lại quanh vùng 19.5. Chỉnh lại về vùng 19.5 để đánh tiếp, thì như thế thì cổ phiếu này mới có một cái kênh xu thế đánh dài, tuyệt đối chúng ta không đu theo nữa. Bởi vì đu theo thì chúng ta sẽ bị bất lợi về T và bất lợi về giá. Còn nếu mà xác định một cái kênh xu thế của PC1 hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy là ok rồi. Và Hùng Lê vẫn luôn nói với các anh chị là cổ phiếu nó giống con người. Cái cách đi của cổ phiếu, mỗi một cổ phiếu nó sẽ giống tính cách của từng con người. Có những ông thì hung hãm, đúng không ạ? Đầu gấu đầu mèo. Còn có những ông thì rất tình cảm, nhẹ nhàng, vừa đi vừa túc tắc. Đó thì PC1 cũng là một mã cổ phiếu mà thuộc típ người nhẹ nhàng, phụ nữ, dạng dạng như vậy, chị em phụ nữ chứ không phải những ông hầm hổ đấy. Và thêm một cái mã cổ phiếu nữa mà chúng ta cũng đã có đề cập ở trên room. Trên room của Hùng Lê thì có những anh chị, ngoài việc Hùng Lê thì có những anh chị cũng đã có những đóng góp rất là tuyệt vời. Hùng Lê cảm ơn anh Hiển. Anh Hiển hiện tại thì anh Hiển đang là một tài khoản trong team của Hùng Lê, và hiện tại anh Hiển đang ở Sài Gòn. Mặc dù là hai anh em ở rất cách xa nhau, Hà Nội và Sài Gòn, nhưng mà chúng ta vẫn có thể hỗ trợ nhau ở trên thị trường. Và chúng ta, cái điều quan trọng nhất đấy là chúng ta có những nền tảng kiến thức tốt và chúng ta cùng quy tụ về team để chúng ta cùng đầu tư, cùng hỗ trợ nhau. Hùng Lê hỗ trợ anh và anh hỗ trợ Hùng Lê, và Hùng Lê hỗ trợ các anh chị trong team và các anh chị trong team hỗ trợ Hùng Lê. Đấy là một cái tương tác hai chiều nó rất là tuyệt vời. Và cái hỗ trợ đó thì chúng ta sẽ tương tác ở trên Zoom. Nhưng một số các anh chị là tương tác không đúng, Hùng Lê đã xóa tin nhắn. Và các anh chị nói đúng hơn là các anh chị tự ái và các anh chị đã rời Zoom. Ok, cái việc đó thì nhân tiện cái câu chuyện này thì Hùng sẽ nói thẳng và chia sẻ luôn là các anh chị rời Zoom hoàn toàn vui vẻ. Bởi vì là gì? Ở đâu nó cũng sẽ có những cái quy định, và những cái quy định của Hùng Lê là những quy định để làm sao để chúng ta có được một cái phương pháp trao đổi tốt nhất, có được một cái hiệu quả tốt nhất trong quá trình đầu tư. Chứ Hùng Lê không ghét gì các anh chị cả. Các anh chị chat tùm lum tè le lên trên room để làm cái gì, đúng không ạ? Đó, những cái thông tin các anh chị up lên nó ngắn gọn, xúc tích. Đó, ví dụ như vậy, ví dụ gách chờ test lại vùng giá 22 rồi tham gia, thì đấy là ý kiến cá nhân mà nó có những cái thông số kỹ thuật cụ thể. Thì sau đó thì Hùng đã có những cái phân tích sơ bộ đối với mã cổ phiếu GEX ở trên team cho chúng ta xem, chúng ta có những cái thông tin tham khảo. Thì đối với GEX thì thực sự là mạnh, bởi vì khi mà ở cái nền tảng 22 này thì Hùng có đề cập trên Zoom đây. GEX Hùng có đến đây. Vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu này ở vùng 21.22 thì Hùng cũng khuyến nghị, và bản thân thì cả anh Hiển cũng đồng quan điểm với Hùng lên là chúng ta sẽ quan sát được vùng 22. Và trong cái phiên ngày hôm nay thì GEX đã đánh vượt vùng 22 và tạo thành một gap rất là mạnh ở đây, tức là đã chạm đến vùng 23.9. thì với một cái xu thế hiện tại như thế này mà chúng ta điểm mua thì khả năng là chúng ta sẽ bị trần. Tức là đến thời điểm hiện tại thì chúng ta chỉ có những anh chị nào mà đang cầm nắm gách thì chúng ta phải canh chốt thôi, chứ còn những cái điểm mua hiện tại mà đu theo như thế này thì Hùng cũng không có ok lắm, không có happy lắm. Ở xu thế hiện tại thì có thể gách sẽ chạm lại về vùng 24 đến vùng 24.5, khả năng là sẽ chạm về vùng kháng cự mạnh ở đây 24.5. ok, đó sẽ gách sẽ chạm lại như vậy. Ok, như vậy là Hùng sẽ ghi vào đây GEX để chúng ta... Như vậy là chúng ta vừa mới đi phân tích định hướng xu thế thị trường trong tuần mới, từ ngày
tuần từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 9, cũng như đi phân tích những cái mã cổ phiếu chủ đạo, những cái mã cổ phiếu chủ lực và những cái mã cổ phiếu mạnh mà trong team của chúng ta liên tục theo dõi. Về xu thế thị trường thì Hùng cũng nhấn mạnh lại các anh chị một lần nữa, đó là VN Index của chúng ta VN Index của chúng ta sẽ tiệm cận lại về vùng kháng cự mạnh 985 đến vùng 1.000 điểm, và với một cái xu thế hiện tại, một kịch bản hiện tại thì Hùng đang kỳ vọng là tuần tới VN Index của chúng ta có thể đánh chạm vùng 1.000 điểm và thậm chí có thể đánh bươn qua vùng 1.000 điểm một tí. Với sự dẫn dắt của dòng cổ phiếu ngân hàng, và sau đó thì dòng tiền sẽ lan tỏa sang ngành cổ phiếu, ngành xây dựng. Sau đó sẽ lan tỏa sang ngành xây dựng và một số các mã cổ phiếu trụ sẽ khá là tốt, khá là ok. Dòng xây dựng ngày hôm nay là đã có những khởi sắc rồi, và chúng ta cần có thêm những cái điểm nhấn nữa, ví dụ như đất xanh, ví dụ như là LDG, đúng không ạ? Ví dụ như là L14 và một số cái mã cổ phiếu ở đây, ví dụ như Đạt Phương, HDC, đó, tất cả những mã cổ phiếu về nhóm ngành xây dựng mà hôm nay đã khuyến nghị các anh chị chúng ta quan tâm trở lại, hiện tại đã có những cái sự lan tỏa dòng tiền nhất định và sẽ có những phiên bùng nổ theo đà. Và trong cái nhịp đánh này là một cái nhịp đánh mà thị trường của chúng ta đã có những cái cơ hội mở ra để làm ăn, và cơ hội đó thì Hùng đã phát đi ở trên Zoom Zalo, đấy là trong buổi tối ngày thứ tư, tức là sau khi mà kết phiên ngày mùng 10, sau cái buổi mà ngày mùng 10 tháng 9, ngày 10 tháng 9 thì Hùng đã có những cái phân tích định hướng cho các anh chị của trên team của Hùng lên, và chúng ta đã mở mua và chúng ta đã mua rất là mạnh ở trong hai cái phiên, là phiên ngày thứ 5 và ngày thứ 6, phiên kết tuần vừa rồi thì nó khá là ok. Các vị thế mở mua mới ở trong tuần sau thì chúng ta cũng phải hết sức lưu tâm, có thể thị trường sẽ có những cái phiên rung rũ và các cái vị thế mở mua mới thì chúng ta sẽ bị bất lợi về T cộng và bất lợi về giá, thì chúng ta đặc biệt chúng ta lưu tâm. Tuy nhiên hiện tại thì xu thế thị trường Hùng đánh giá khá là tốt, khi mà đường MACD đang có những tín hiệu tích cực đi lên, tín hiệu dòng tiền đang tốt lên và một số các tín hiệu kỹ thuật khác đang cho thấy nhịp hồi của thị trường đang khá là ok. Và một số cái chỉ báo về nến, Hùng có thêm một số cái chỉ báo về nến đảo chiều của VN Index thì khá là tuyệt vời. Và nhân tiện đây thì Hùng Lê cũng rất mong các anh chị của chúng ta sẽ chia sẻ những cái bản tin video của Hùng Lê trên kênh YouTube Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng đến với cộng đồng nhà đầu tư, để cộng đồng nhà đầu tư được tiếp cận nhiều hơn đến những cái góc nhìn chia sẻ của Hùng Lê. Bởi vì Hùng Lê thấy rằng là Hùng Lê đã lang thang khá là nhiều room, khá là nhiều team, thì không có chỗ nào là chỗ mà có bữa cơm miễn phí cả. Hùng Lê thấy rằng là tất cả đều thu phí, tất cả đều có những cái chính sách để mà thu những cái nguồn lợi nhuận ABCXYZ, nhưng quan điểm của Hùng Lê là Hùng Lê không có làm việc đó. Tất cả những nền tảng kiến thức Hùng Lê chia sẻ trên kênh YouTube đều là những cái nền tảng Hùng Lê học được, Hùng Lê tích lũy được, thì Hùng Lê mang lại, Hùng Lê chia sẻ cho cả nhà. Và Hùng Lê muốn tạo thành một cái cộng đồng nhà đầu tư nó lan tỏa hơn, nó mạnh mẽ hơn, nó tốt đẹp hơn. Và Hùng Lê cũng mời các anh chị về đồng hành cùng với Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS và tham gia nhóm hỗ trợ chuyên sâu của Hùng Lê trên kênh trên Zalo qua số điện thoại 0968279555. Hai tuần chúng ta mới gặp nhau ở trong một cái bản tin cũng khá là nhớ. Và Hùng Lê cũng rất là mong muốn rằng cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta cũng sẽ dành những cái tình cảm tốt đẹp, dành những cái lời động viên chân thành để Hùng Lê có thêm những cái động lực để có những cái bản tin tốt hơn dành cho cộng đồng nhà đầu tư. Các anh chị của chúng ta, ngoài những cái mã cổ phiếu Hùng Lê phân tích ở trên video, nếu có những mã cổ phiếu nào thắc mắc, các anh chị có thể comment vào dưới những bản tin hàng tuần. Hùng Lê sẽ phân tích và sẽ có những cái tư vấn chi tiết cụ thể. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong những cái bản tin tiếp theo.